chương 1212, tiểu đỉnh ba chân. Tiên khí không gian, quá tốt, tôn đạo hữu nhanh thi triển ra đi, thanh âm chấn động này thật sự làm chúng ta khó chịu. Thiếu phụ váy đỏ lập tức nói, tôn đạo hữu nếu có thần thông, kính xin tương trợ chúng ta một chút. Mặt thanh niên áo đen cũng đầy vẻ thống khổ, nghe vậy gấp gáp nói. Trong lời nói tôn đạo hữu vừa rồi, tựa hồ chưa hết ý, thúc giục tiên khí này chẳng lẽ có chút phiền phúc. Nam tử mắt tam giác nghe vậy, lông mày lại nhíu một cái, mở miệng hỏi. Liên đạo hữu nói không sai, tiên khí này chính là một kiện ngũ phẩm tiên khí tàn phá, cấm chế trong đó bị hao tổn, vận chuyển không dễ, cần năm người chúng ta hợp lực mới có thể thúc giục, hơn nữa lại hao tổn không ít nguyên khí, không biết bốn vị có chịu giúp ta một chút sức lực không? Lão giả áo xám nói, hao tổn một chút nguyên khí, so với ở chỗ này nhẫn nại chịu khổ thì vẫn tốt hơn. Nam tử mắt tam giác nghe vậy trong mắt hiện lên một tia tham lam nhưng lập tức liền biến mất, nói. Thiếu phụ váy đỏ và thanh niên áo đen cũng lập tức gật đầu đồng ý, chỉ có nữ nhi áo trắng không lên tiếng. Dư tiên tử, ý của ngươi thế nào? Lão giả áo xám nhìn về phía nữ nhi áo trắng hỏi. Đôi mi thanh tú của nữ ni áo trắng nhăn lên, tựa hồ có chút trần chờ Bất quá phong nhận màu vàng bên ngoài phi chu ngày càng nhiều, thanh âm truyền đến lại càng vang làm trái tim nàng nhảy lên, cơ hồ thở gấp không thôi. Nếu như tiên khí của tôn đạo hữu có thể làm biến mất những chấn động tai hại kia giúp mọi người, tiểu nữ tự nhiên xuất lực. Nữ ni áo trắng mở miệng nói, thanh âm tựa như nước suối chảy, dị thường êm tai dễ nghe. Hàn lập vừa nghe thanh âm của nàng, nhãn tình sáng lên. Thanh âm này giống dư mộng hàn năm đó như đúc, tướng mạo, danh tự, thanh âm cũng tương tự như thế, thế gian nào có nhiều sự trùng hợp như vậy, hiện tại hắn có chín phần nắm chắc, nàng này chính là dư mộng hàn. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu luôn, lão giả áo xám nghe vậy đại hỉ, há miệng phun ra một vật, là một cái tiểu đỉnh ba chân. Tiểu đỉnh tạo hình cổ xưa, một nửa điêu khắc các loại đồ án chim hoa tôm cá đơn giản, nét vẽ thô giáp nhưng trông rất sống động, một nửa thì minh ấn rậm rạp chẳng chịt cổ văn, cả đám đều sáng lập lòe. Chỉ tiếc một chân tiểu đỉnh bị đứt gãy, phá hư vẻ hoàn chỉnh của nó. Hàn Lập dò xét trên dưới cái đỉnh này, cũng khẽ gật đầu, thoạt nhìn bảo vật này xác thực bất phàm. Nhưng vào thời khắc này, thân thể hắn đột nhiên run lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ văn trên tiểu đỉnh, thần sắc lộ ra vẻ kỳ dị, có kinh ngạc, cũng có hưng phấn. Chủ nhân sao vậy? Đề hồn phát hiện dị trạng của Hàn Lập, vội vàng hỏi. Nhưng Hàn Lập phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của đề hồn. Lão giả áo xám há miệng phun ra một cỗ kim quang, chui vào bên trong tiểu đỉnh, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm, pháp quyết trong tay lão bắn ra như mưa, bay vào bên trong tiểu đỉnh. Miệng đỉnh lập tức hiện ra một cỗ quang mang đỏ sậm, phảng phất như chất lỏng tản ra trung quang, chỉ là tốc độ rất chậm. Chư vị đạo hiếu, nhanh giúp ta một chút sức lực, rót tiên linh lực vào đỉnh này lão giả áo xám gấp giọng quát đám người thiếu phụ váy đỏ nghe vậy liền vung tay lên mỗi người đều đánh ra một đạo tiên linh lực chui vào bên trong tiểu đỉnh ba chân tiểu đỉnh ba chân mãnh liệt chấn động phát ra một cỗ lực thôn vệ cường đại tiên linh lực trong thể nội mấy người lập tức tuôn trào ra qua mấy hơi thở liền bị hút đi ba thành cũng may lực thôn vệ của tiểu đỉnh rất nhanh trở nên chậm chạp âm một tiếng hào quang đỏ sậm từ miệng đỉnh phun ra tỏa sáng trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng bao phủ năm người vào trong bị quang mang đỏ sẫm bao lại, thanh âm nổ mạnh như sấm rền bên ngoài đều biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt đám người nữ nghi áo trắng buông lỏng. Đa tạ chư vị, lão giả áo xám quay người cười nói với bốn người khác. Nhưng giờ phút này trước người lão có một bóng xanh hiện lên, phốc một tiếng vang nhỏ, một thanh tiểu kiếm màu xanh thấm hình xà xuyên thủng phía dưới bụng lão giả áo xám. Từng đạo lục quang theo thân tiểu kiếm hình xà dâng lên, quấn quanh trên thân lão. Làn da toàn thân lão giả áo xám trong nháy mắt đều biến thành màu xanh lục bịch một tiếng, té thẳng trên mặt đất, khí tức trên thân đã không còn. Sau đó nhân ảnh hoa lên, thân ảnh nam tử mắt tam giác trống rỗng xuất hiện bên cạnh tiểu đỉnh ba chân, trong tay bộc phát ra một cỗ ánh sáng vàng, hóa thành một đại thủ màu vàng, bắt lấy tiểu đỉnh. Liên tiếp những biến cố mau lẹ, ba người khác giờ phút này mới kịp phản ứng. Họ liên kia, người làm gì vậy vẻ mặt thanh niên áo đen đầy giận dữ, giống to lên. Nữ nhi áo trắng và thiếu phụ váy đỏ cũng vừa sợ vừa giận nhưng không lên tiếng. Nam tử mắt tam giác cười lạnh một tiếng, cũng không để ý đến ba người, cầm lấy tiểu đỉnh ba chân, đại thủ màu vàng khẽ động, muốn thu lại. Nhưng vào thời khắc này, quang mang đỏ sậm tràn ngập cả gian phòng đột nhiên sụp đổ, quấn lấy thân thể năm người, sau đó vô cùng nhanh chóng bắn ngược về. Bất luận là ba người nữ ni áo trắng, hay là nam tử mắt tam giác, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị những quang mang đỏ sậm kia kéo vào bên trong tiểu đỉnh, biến mất không thấy gì nữa trong phòng chỉ còn một cái tiểu đỉnh lơ lửng tại đó. Vào thời khắc này, một chỗ hư không trong phòng ba động, thân ảnh Hàn Lập và đề hồn hiện ra. Thân sắc Hàn Lập giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như cũng nhìn chằm chằm vào thượng cổ kỳ văn trên thân tiểu đỉnh. Đỉnh này thậm chí có thần thông thu nhiếp, xem ra không phải là một kiện không gian tiên khí bình thường. Bất quá những người kia đều bị thu vào trong đỉnh, chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn đi ra sao? Đề hồn cũng dò xét tiểu đỉnh, sau đó hỏi. Hàn Lập không nói một lời, im lặng một lát, hắn há miệng phun ra một đoàn lửa màu xanh bao trùm tiểu đỉnh ba chân, hung hăng luyện hóa. Đám người nữ ni áo trắng sau một khắc hoa mắt đã thấy mình xuất hiện bên trong không gian đỏ sậm. Diện tích không gian này không nhỏ, khoảng hai ba mươi dặm, mặt đất và bầu trời đều là một màu đỏ sậm, làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực rất lớn, trong không khí nhộn nhạo một cỗ khí tức âm hàn, càng làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Giờ phút này mấy người xuất hiện trên mặt đất một chỗ quảng trường, xung quanh quảng trường đứng vững chín tòa bia đá đỏ sậm cao vài chục trượng, phía trên minh khắc từng đạo trận văn phức tạp, tựa hồ là một tòa đại trận. Chỉ tiếc là có ba tấm bia đá đã bị đứt gãy, trận văn phía trên cũng sụp đổ. Phủ cận quảng trường là từng tòa kiến trúc cao lớn, cơ hồ chiếm hết không gian đỏ sậm nơi đây, bất quá những kiến trúc kia cơ bản đều đã sụp xuống, trên mặt đất còn có thật nhiều hố to và khe đất lớn, tựa hồ nơi đây từng trải qua một trận đại chiến vô cùng thê thảm. Bốn người chợt gặp biến cố này, đều kinh sợ, không chú ý tới tranh đấu nữa, dò xét chung quanh. Vào thời khắc này, thi thể lão giả áo xám đột nhiên như được thổi phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một bướu thịt huyết sắc to khoảng một trượng, máu tươi đầm đìa, thỉnh thoảng còn kèm theo từng từng điểm lấm chấm màu xanh lục, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Bốn người nam tử mắt tam giác thấy cảnh này, sắc mặt đều đại biến, vội vàng từng người bắn ngược ra sau. Nhưng huyết sắc bướu thịt đột nhiên sống lại, quay cuồng quay tròn, lại đuổi theo nam tử mắt tam giác, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn nam tử mắt tam giác trong nháy mắt đã tới sau lưng cách lão vài chục trường. Nam tử mắt tam giác chấn động, trên thân lóe lên lục mang, lần nữa chuyển hướng bắn sang bên trái, trong lúc cấp bách lại bấm tay một cái. Một đạo sáng xanh lục từ tay áo gã bắn ra, lại là chuôi xà kiếm xanh lục kia, run lên hóa thành một đạo kiếm quang xanh lục khoảng trăm trường, chảm lên huyết sắc bướu thịt. Nào ngờ kiếm quang chưa chạm tới, bướu thịt đã mạnh mẽ bạo liệt, huyết sắc sóng khí cuồn cuộn mãnh liệt xen lẫn từng khối tàn chi thịt nát, quét ra phụ cận mấy trăm trường trong lòng nam tử mắt tam giác kinh sợ há miệng phun ra một đoàn hắc quang hóa thành một tấm thuẫn màu đen có hoa văn phong cách cổ xưa ngăn phía trước người sau một khắc một tiếng oanh minh vang lên huyết sắc sóng khí bạo liệt quét tới đánh nam tử mắt tam giác và tấm thuẫn bay ra xa mấy ngàn trượng tấm thuẫn màu đen tuy ngăn trở huyết sắc sóng khí nhưng uy năng ẩn chứa trong đó cũng chấn cho nam tử mắt tam giác huyết khí chấn động quay cuồng gã đang muốn vận công dần xuống bỗng một cỗ hơi lạnh từ phía sau lưng đánh tới chín thanh kim đao không biết từ đâu phóng tới như điện, đã đến phía sau gã ba thước. Kim đao mỏng như cánh ve, chỗ chuôi đao là một cái phủ điêu dã thú song đầu kỳ dị, toàn thân tản mát ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Nam tử mắt tam giác hoảng hốt, hai vai run lên, một quang trướng xanh lục từ trên thân gã bay ra, nhanh đón chín thanh kim đao kia, đồng thời người gã lần nữa lướt ngang bên cạnh tránh né. Nhưng vào thời khắc này, phủ điêu song đầu thú ở chín thanh chuôi đao đột nhiên miệng há lớn, chín cỗ sóng âm im ắng phun ra, bao phủ nam tử mắt tam giác lại trên mặt nam tử mắt tam giác lập tức lộ ra vẻ thống khổ thân hình liền trì trệ vào thời khắc này ánh đao chín thanh kim đao tăng vọt hơn nữa giao thoa lẫn nhau hóa thành một đao trận màu vàng bao đoàn quang trướng xanh lục kia vào trong đó mạnh mẽ xoắn một cái chỉ nghe xoẹt một tiếng quang trướng xanh lục lập tức bị xé nứt ra hóa thành từng mảnh vải rách đao trận màu vàng lập tức bao trùm nam tử mắt tam giác lại lần nữa xoắn một cái nhất thời chém thân thể gã thành bảy tám đoạn, máu tươi hắt ra. Một đoàn lục quang bên trong tàn thi nam tử mắt tam giác bắn ra, bỏ chạy về phía xa nhanh như điện, chính là nguyên anh của nam tử mắt tam giác. Nhưng vào thời khắc này, một nhân ảnh bóng dưng xuất hiện phía trước, phất tay phát ra một thủ trưởng màu vàng, đã bắt lấy nguyên anh màu xanh lục, chính là thanh niên áo đen kia. Ha ha, liên nham, lúc trước ngươi dám vênh mặt hất hàm sai khiến bổn thiếu ra, hôm nay rốt cuộc rơi vào trong tay ta, xem ngươi còn dám kiêu ngạo ta muốn bắt hồn phách ngươi, đặt ở trong âm hỏa dày vò trăm năm, cho ngươi muốn chết không được muốn sống không xong. Trên mặt thanh niên áo đen đầy vẻ dữ tợn nhìn Nguyên Anh xanh lục, cười ha ha, đắc ý vô cùng. Nữ nhi áo trắng xa xa thấy bộ dáng dữ tợn của thanh niên áo đen, nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng chán ghét, nhưng lại đè xuống, cùng thiếu phục váy đỏ rắt tay nhau bay qua. Thiết đạo hiếu, liên nham tham lam hèn hạ, đánh lén sát hại tôn đạo hiếu, chết chưa hết tội. Bất quá khắp nơi đây lộ ra vẻ cổ quái, Chúng ta hay là trước liên thủ dò xét điều tra một chút." Nữ ni áo trắng nói. "Không sai." Thần sắc thanh niên áo đen vội vàng đoan chính lại, cầm nguyên anh màu xanh trong tay rồi thu chín thanh kim đao lại. Gã phất tay phát ra một cỗ ánh sáng vàng, cuốn chữ vật pháp khí trên thân nam tử mắt tam giác cùng chuôi kiếm xà màu xanh lục lại. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất quảng trường tuôn ra một mảnh quang mang đỏ sậm, nhưng lập tức lại biến mất, thân thể tàn phế của nam tử mắt tam giác, còn có chuôi xà kiếm màu xanh lục đều biến mất theo thanh niên áo đen phát ra kim quang cuốn vào khoảng không, lập tức giật mình. Khuôn mặt nữ nhi áo trắng cũng khẽ biến, ánh mắt vội vàng dò xét chung quanh. Liên nham xác thực đáng chết, bất quá dò xét tình huống nơi đây cũng không cần, hai vị vẫn nên thúc thủ chịu trói đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức hư không phía trước hoa lên, hiện ra một nhân ảnh, thình lình lại là lão giả áo xám, mỉm cười nói. Trường 1213, nhân quả, thanh niên áo đen thấy lão giả, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, tôn đạo hiếu, không phải ngươi đã bị liên nham giết chết sao? Hai vị, khuôn mặt nữ ni áo trắng cũng cả kinh, lập tức nhớ lại lời của lão giả áo xám, thần sắc bỗng biến đổi. Thân hình nàng thoát một cái, hóa thành một bóng trắng, nhanh chóng lao đi. Một tia sáng rất nhỏ bay sát thân thể nàng, nhưng chưa kịp đánh chúng. Phía sau, thanh niên mặc áo đen cũng có tia sáng đỏ như vậy, xuyên thủng ngực của gã. Bụp một tiếng, ngực thanh niên này nổ thành một cái lỗ to, miệng chảy máu tươi ròng ròng gã ngã xuống đất khí tức trên người rất hỗn loạn phía sau hai người khuôn mặt thiếu phụ váy đỏ không đổi hạ tay xuống trên tay vẫn lưu lại những tia sáng đỏ bóng dáng nữ ni áo trắng xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượt lông mày dựng lên quát các ngươi là đồng bọn lão giả áo xám cười nhạt vùng tay lên ha ha dư tiên tử quả nhiên thông minh nhưng nơi này là địa bàn của ta người có chống cự cúng vô dụng a à. xung quanh quảng trường trận văn trên những tấm bia đá bỗng nhiên sáng lên. Những tiếng huyết gió vang lên suy suy, vô số hào quang đỏ sậm từ tấm bia đá chiếu ra. Chúng xen lẫn nhau tạo thành một tấm lưới ánh sáng to lớn, chụp xuống nữ ni áo trắng kia. Cùng lúc đó, trên một tấm bia đá hiện lên phù điêu một gương mặt quái dị, mặt xanh nanh vàng, trông giống như ác quỷ. Gương mặt quái dị há to miệng, phun ra một vầng sáng đỏ sậm, bao phủ thanh niên áo đen đang nằm dưới đất. Thanh niên này vốn còn đang dãy ruộng, nhưng khi bị vầng sáng bao trùm toàn thân liền cứng lại không thể động đậy thấy cảnh này sắc mặt nữ nhi áo trắng đại biến thân hình lao thẳng ra bên ngoài quảng trường đồng thời thân người nàng hiện lên điện quang màu tím rực rỡ khuếch tán ra xung quanh trong nháy mắt một lĩnh vực lôi điện màu tím hình thành bao phủ thân hình nàng vô số điện xà màu tím hiện ra trong lĩnh vực uốn lượn thành hình dáng vòng xoáy trong khu vực trung tâm vòng xoáy này hồ quang điện trói mắt vô cùng rung nổ xì xèo tiếng sét đánh ầm ầm, lôi điện màu tím bên trong linh vực tập trung đến trung tâm vòng xoáy. Sau một khắc, kiếm quang lôi điện nổ bắn ra từ bên trong, mang theo uy thế vô tận, bổ nhào tới lưới ánh sáng đỏ sậm. Xoẹt một tiếng, lưới ánh sáng kia lập tức bị xé rách một chỗ. Thấy vậy, nữ ni áo trắng từ trong linh vực bay ra, muốn từ cái lỗ này thoát ra bên ngoài. Xem ra đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi tu thành linh vực, nhưng ở chỗ này thì có ích lợi gì. Lão giả áo xám nhíu mày lại, lập tức khẽ cười một tiếng, tay vươn về trước, nắm thành một quyền. Ầm ầm một tiếng, bầu trời của không gian đỏ sậm bỗng nhiên chớp một cái, tạo ra những hào quang đỏ sậm. Trong chớp mắt, chúng ngưng tụ thành hư ảnh một ngọn núi, đè ép xuống dưới. Ầm ầm, một cự lực đáng sợ từ trên trời đè xuống, lôi điện linh vực lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Thân hình nữ nhi áo trắng liền dừng lại, sau đó, mọi thứ giống như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm vào quảng trường. Trên một tấm bia đá gần nàng nhất, một phù điêu gương mặt to lớn quái dị lại hiện ra. Nó há miệng phun ra một vầng sáng đỏ sập, bao lấy thân thể nữ ni áo trắng. Một lực lượng quỷ dị từ vầng sáng đỏ sập lộ ra, cơ thể nàng lập tức không thể cử động, giống hệt thanh niên áo đen lúc trước. Lão giả áo xám từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, đứng giữa quảng trường. Thiếu phụ váy đỏ cũng bay xuống, đứng sau lưng lão. Lúc này, khuôn mặt ả à không chút biểu tình, không, phải nói là đơ ra mới đúng, phảng phất như một bộ khôi lỗi, so với bộ dáng xinh đẹp, linh động lúc trước hoàn toàn đối lập. Nữ ni áo trắng liếc nhìn thiếu phụ váy đỏ, trầm giọng quát tôn trọng sơn, tất cả đều là âm mưu của ngươi sao? Ngươi trăm phương ngàn kế lừa gạt bọn ta tiến vào chỗ không gian này, rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả áo xám không để ý đến nữ ni áo trắng chất vấn, Phất tay vẫy một cái, hào quang lóe lên trước người lão, một chiếc nhẫn chữ vật màu đen và một thanh xà kiếm màu xanh lá hiện ra, chính là đồ vật của nam tử mắt tam giác. Cùng lúc đó pháp khí chữ vật trên người của nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen cũng bay ra ngoài, rơi vào tay lão giả áo xám. Thần thức lão giả lục lọi pháp khí chữ vật mấy người, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, không tệ, không tệ, thu hoạch thật lớn. Thấy cảnh này, nữ ni áo trắng trầm giọng quát, người muốn giết người đoạt bảo. Đừng quên, nhật nguyệt thần chu luật lệ nghiêm cẩn, lên thuyền xuống thuyền, thân phận và nhân số tu sĩ trong mỗi phòng đều cần xác minh. Người giết bọn ta ở đây, lúc sau xuống thuyền nhân số không đủ, Nhật Nguyệt Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt thanh niên áo đen lúc đó cũng trắng bệch, lão giả áo xám cười lạnh, ha ha, dư tiên tử không cần lo lắng, ta sẽ không giết mấy vị, chỉ luyện chế các ngươi thành khôi linh của cửu cửu diêm la đại trận này thôi. Bên ngoài nhìn vào, so với trước đây sẽ không khác nhau chút nào, giống như thế này. Sau đó lão bấm niệm pháp quyết, trên một tấm bia đá lại hiện ra một phù điêu mặt quỷ to lớn, nó hóa miệng phun ra một vầng sáng, chui vào một chỗ nào đó ở quảng trường mặt đất nơi đó sáng lên huyết quang, thân thể tàn phế của nam tử mắt tam giác hiện lên, sau đó bị vầng sáng đỏ sậm cuốn lấy, bay vào trong cái miệng to như chậu máu của mặt quỷ. Khuôn mặt quỷ giữ tợn kia nhởn như nhai một lát, mặt quỷ trên tấm bia đá chớp sáng không ngừng. Sau một hồi, mặt quỷ há miệng phun ra, bóng người từ đó bay ra, hạ xuống mặt đất, bất ngờ lại chính là nam tử mắt tam giác. Mà so với trước đó, nam tử mắt tam giác giống nhau như đúc, khí tức cũng không khác chút nào. Chỉ là, thần sắc gã đưa ra, giống như thiếu phụ váy đỏ, chỉ cần che lấp một chút, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Lão giả áo xám đắc ý, không cười nói thế nào. Dạng này, người Nhật Nguyệt Minh có khả năng phát hiện sơ hở không? Nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen thấy cảnh này, đều ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng cái này. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên, quanh quẩn trên quảng trường, ô, thủ đoạn đúng là kỳ diệu, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Người nào, sắc mặt lão giả áo xám bỗng biến đổi, ánh mắt nhìn lại xung quanh. Đồng thời tay lão bấm niệm pháp quyết không ngừng, tựa hồ đang thôi động cái gì đó. Nhưng, xung quanh vẫn không có bất kỳ dị trạng nào phát sinh, mà vầng sáng đỏ sậm bao phủ nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen đột nhiên biến mất. Hơn nữa, hào quang trên những tấm bia đá quanh quảng trường cũng chưa tắt. Ngọn núi to lớn màu máu ở giữa không trung cũng biến mất. Toàn bộ không gian đỏ sậm khôi phục bình thường, nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh. Mặt lão giả áo xám đầy dữ tợn, hết sức hoảng sợ, khàn giọng nói, sao lại thế? Diêm la chi đỉnh này là của ta, ta đã sớm tế luyện hoàn toàn, làm sao lại bị người khác đoạt mất? Hai tay lão ra sức bấm quyết, nhưng không gian xung quanh vẫn không phản ứng chút nào. Ô, bảo vật này gọi là Diêm la chi đỉnh sao? Không tệ, không tệ, giữa không chung, hai bóng người từ hư không xuất hiện, chính là Hàn Lập và Đề Hồn, nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống. Lão giả áo xám nhìn thấy hai người, hơi ngẩn ra nhưng hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, hai tay động liên tục, "Là các ngươi, dám lấy Diêm La đỉnh của ta, chịu chết đi." Ầm ầm, mấy chục bảo quang chói mắt từ trên người lão bắn ra. Đại đa số là tiên khí phẩm cấp khá cao, còn có một số phù lục cường đại, các loại bảo vật dùng một lần là Lôi châu, Hỏa châu, tất cả ùn ùn lao ra, đánh về phía Hàn Lập. Đề Hồn đứng bên cạnh Hàn Lập tiến lên một bước, người nàng tỏa ra hắc quang lóe mắt, một tay đẩy ra, một chùm sáng màu đen lớn mấy chục trượng rời tay bay ra, đón đầu bao lại tiên khí và phù lục của lão giả áo xám. Hành động của đống tiên khí, phù lục kia đều trở nên chậm chạp, giống như rơi vào trong nước bùn, không thể động đậy. Sắc mặt đề hồn thản nhiên, ống tay áo vung lên, hắc quang và những đồ vật bên trong lập tức ngoan ngoãn bay vào trong tay áo, không thấy bóng dáng. Trong chớp mắt, khuôn mặt lão giả áo xám trở nên tái nhợt, cực kỳ sợ hãi hỏi, ngươi, các ngươi là ai? cả nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen thấy cảnh này lại cảm nhận được khí tức trên người hàn lập và để hồn sâu không lường được sắc mặt cũng đại biến hàn lập lường lão giả áo xám một chút từ tốn nói với tu vi của ngươi lại có nhiều bảo vật tiên khí như vậy xem ra hành động giết người cướp của này của ngươi đã như xe nhẹ đường quen sắc mặt lão giả áo xám càng trắng hơn cơ thể run cầm cập như thể không ngừng được nữ ni áo trắng và thanh niên áo đen vội tiến lên bái tạ hàn lập đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp Hàn lập nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, vung tay lên. Thân hình thanh niên này nhất thời biến mất không thấy đâu, đã rời khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, thân thể mềm mại của nữ nhi áo trắng hơi chấn động, thần sắc trên mặt lại cung kính thêm mấy phần. Những người tu vi cao tuyệt bình thường đều sẽ hơi cổ quái, tuyệt đối không thể đắc tội. Hàn lập đi tới trước mặt nữ nhi áo trắng, mở miệng hỏi: người tên là gì? Khởi bầm tiền bối, vãn bối dư mộng hàn, dư mộng hàn vội vàng đáp. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, nhưng trên mặt không biểu lộ mảy may, lần nữa hỏi, nhìn khí chất trên người ngươi, là tu sĩ hạ giới phi thăng phải không? Phi thăng từ nơi nào? Tiền bối Tuệ Nhãn, vãn bối đúng là người từ hạ giới phi thăng, xuất thân linh hoàn giới. Sư Mộng Hàn ngẩn ngơ, thành thật trả lời. Hàn Lập mỉm cười, quả nhiên là xuất thân từ linh hoàn giới, trên người ngươi mang theo khí tức đặc thù nơi đó. Ta coi như một nửa là người linh hoàn giới, hôm nay gặp nhau xem như hữu duyên ta thấy trong cơ thể ngươi ngưng động không ít lôi nguyên chi lực, hẳn là do ăn một loại thiên tài địa bảo lôi thuộc tính nào đó. Đáng tiếc bây giờ ngươi tu luyện công pháp không cao minh. Chỗ ta có một bản công pháp lôi thuộc tính, xem như duyên phận cùng từ một giới, ta tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi không phụ môn công pháp này, hắn lấy ra một khối ngọc giản màu tím đưa cho Dư Mộng Hàn. Ngọc giản ghi chép một môn công pháp lôi điện, xuất từ ngũ lôi chính pháp chân kinh. Dư Mộng Hàn lại ngẩn ngơ, hơi bối rối tiếp nhận ngọc giản màu tím nàng chỉ cảm thấy người trước mắt hình như có cảm giác quen thuộc, nhưng không sao nhớ được đã gặp ở nơi nào. Hàn lập cũng không nói gì với nàng, chỉ vung tay lên. Thân hình dư mộng hàn liền biến mất khỏi đây, bị đưa ra bên ngoài. Thanh âm của đề hồn chợt vang lên trong đầu hàn lập, người kia không phải bằng hữu của chủ nhân sao, vì sao không hiện chân thân ra để gặp nhau. Hàn lập lắc đầu, từ tốn nói, thời thế thay đổi, bây giờ ta hiện chân thân ra gặp nàng, bất kể đối với nàng hay đối với chúng ta, đều không phải chuyện tốt. Cứ như vậy mà chấm dứt nhân quả này đi, xem như cũng tốt." Đề Hôn mỉm cười, không nói gì nữa. Hàn Lập nhìn về phía lão giả áo xám, cất bước đi đến trước mặt lão. Bịch một tiếng, lão giả áo xám quỳ rạp trước người Hàn Lập, dập đầu như dã tỏi tiền bối. Vãn Bối tội đáng chết vạn lần, trước kia bị ma quỷ ám ảnh, làm nhiều chuyện sai. Vãn Bối nguyện ý dâng Diêm La đỉnh này cho tiền bối, kính xin tiền bối cho một cơ hội hối cải làm người. Hàn Lập từ tốn nói, yên tâm đi ta không nhằm vào ngươi để trả thù. Trước kia ngươi đã làm sự tình gì, cũng không liên quan tới ta. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời thành thật, ta tha cho ngươi một mạng cũng chưa hẳn là không thể. Hắn không phải là kẻ bảo vệ đạo lý, việc giết người cướp của cũng đã làm không ít. Chỉ là người hắn giết đều có ác ý với mình, không giống lão giả áo xám này, đơn giản vì đoạt bảo mà giết người. Chương 1214, Sơ Lâm cửu nguyên thành. Tiền bối hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy lão giả áo xám nghe vậy đại hỷ vội vàng nói diêm la chi đỉnh này người lấy được từ chỗ nào hàn lập trầm giọng hỏi bẩm tiền bối đỉnh này là vãn bối lấy được trong một di tích tại thiên thương tiên vực lão giả áo xám cung kính đáp thiên thương tiên vực hàn lập nhíu mày hắn biết rất nhiều nơi ở tiên giới nhưng cũng chưa nghe qua tiên vực này đó là một tiểu tiên vực bên trong linh lực mỏng manh sản vật rất ít nên thiên đình cũng bỏ đi không thèm để ý tới cũng không thiết hạ khóa vực truyền tống trận ở đó, cho nên hiếm có người biết. Vãn bối năm đó cũng là bị cử nhân truy sát, hoảng hốt chạy bừa, bị một vết nứt không gian cuốn vào, mới ngẫu nhiên đến nơi đó. Lão giả áo xám giải thích, a, à, người ngược lại là khá thẳng thắn. Hàn lập nhìn lão giả áo xám một chút, nói ra. Tiền bối cha hỏi, vãn bối không dám nói ngoa gì cả. Lão giả áo xám cúi xuống nói, ta thấy địa danh diêm la chi phủ này trên minh văn thân đỉnh, người có biết nơi này không? Trong mắt Hàn Lập hơi hít lại, trầm giọng hỏi, hắn chú ý bọn người lão giả áo xám, thậm chí không tiếc tiêu hao nguyên khí, lấy chân ngôn chuyển linh pháp cưỡng ép khống chế Diêm La chi đỉnh, chính là vì trên đỉnh này có bốn chữ Diêm La chi phủ. Lần trước vượt qua thời không trở về, hắn tìm kiếm khắp nơi tin tức liên quan tới Diêm La chi phủ, đáng tiếc bất luận hắn tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra bất luận tư liệu nào liên quan tới nơi này. Hôm nay thật vất vả tìm được một chút manh mối, hắn làm sao chịu bỏ qua. Diêm La chi phủ Vãn Bối cũng chưa từng nghe qua cái tên này, có lẽ là một nơi nào đó ở Thiên Thương Tiên vực. Nghe nói gần Cửu U Diêm La, có không ít địa danh mang tên hai chữ Diêm La. Lão giả áo xám nói. Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày, nhìn Đề Hồn một cái. Đề Hồn hơi gật đầu, ngươi trả lời xem như trung thực, ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa, tạm thời lưu ngươi một mạng. Ngươi tạm thời cứ đợi ở chỗ này, qua một thời gian, mang ta đi Thiên Thương Tiên vực kia một chuyến, đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra. Hàn Lập nói, đa tạ tiền bối, lão giả áo xám nghe vậy vui mừng, vội vàng đáp ứng. Hàn Lập vung tay lên, mắt lão giả áo xám tối sầm lại, lập tức hôn mê, ngã trên mặt đất. Hắn không để ý người này nữa, nhìn về phía không gian đỏ sậm nơi khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên sáu tòa bia đá chung quanh quảng trường. Những bia đá này có chút bất phàm, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng cực kỳ cổ quái, vậy mà có thể phục sinh người chết, không biết là pháp tắc gì. Đôi mắt đẹp đề hồn sáng lấp lánh, tựa hồ cực cảm thấy hứng thú với những bia đá kia tuy nói đại đạo ba ngàn kỳ thực ở giữa thiên địa này không biết tồn tại bao nhiêu pháp tắc người ta làm sao biết được hết lúc trước người nói trong mấy người tôn trọng sơn lại có một người rất thú vị đó là tôn trọng sơn à hàn lập trước thở dài sau chuyển chủ đề hỏi không phải ta nói chính là nàng này đề hồn chỉ thiếu phụ váy đỏ đứng ở một bên hàn lập nhìn theo ngón tay đề hồn chỉ cảm thấy nao nao thần hồn của nàng khác với người bình thường ẩn chứa một cỗ khí tức tử vong cổ quái, hiện tại ta đã biết nguyên nhân là bởi vì sáu tòa bia đá này. Đề hôn tiếp tục nói, bảo vật này có khuynh hướng thuộc tính âm hàn, cũng không thích hợp với ta, vậy giao cho người khống chế đi. Người nếu cảm thấy hứng thú với thứ này, vậy hảo hảo nghiên cứu một chút, đồng thời để ý tôn trọng sơn kia. Hàn lập cũng không cảm thấy hứng thú với lời nói của đề hồn, phất tay phát ra một đoàn quang mang đỏ sậm, dung nhập vào thể nội đề hồn. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, đề hồn đại hỷ, vội vàng bái tạ, Hàn lập cũng không ở đây lâu, thân hình thoát một cái rời khỏi đây, trực tiếp trở về chỗ ở của mình, cũng không gặp lại dư mộng Hàn. Đề Hồn rất nhanh cũng trở về chỗ cũ, nàng cũng không tiến vào không gian hoa chi, khoanh chân ngồi xuống phụ cận Hàn lập, nghiên cứu diêm la chi đỉnh trong tay. Ngoài cửa sổ, Kim Cương Phong vẫn còn tiếp diễn, bất quá Nhật Nguyệt Thần Chu đã gắng ngượng qua giai đoạn gian nan nhất, tốc độ đi tới dần dần tăng lên. ước chừng hơn nửa tháng sau, Nhật Nguyệt Thần Chu rốt cuộc vượt qua tai ương Kim Cương Phong tốc độ khôi phục lại trình độ trước kia, tiếp tục đi về phía cửu Nguyên Thành. Thời gian 10 năm trôi qua rất nhanh, Nhật Nguyệt Thần Chu rốt cuộc đã tới cửu Nguyên Thành. Hàn Lập đứng trước cửa sổ, nhìn đại thành phía trước, cho dù hắn đã gặp qua rất nhiều thành trì nguy nga tráng lệ, trong lòng vẫn có chút chấn kinh. Cửu Nguyên Thành cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cao, tường thành cao ngất, chừng mấy vạn trượng, hoàn toàn không kém một tòa cự phong thông thiên phụ cận. Tường thành phảng phất lạch trời ngăn ở phía trước, toàn bộ thành trì giống như một con cự thú cao lớn không gì sánh được chiếm cứ trên đại địa cảm giác thứ hai là to lớn diện tích cửu nguyên thành vô cùng mênh mông ngay cả tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy bờ tường thành cao lớn kéo dài liên miên bao phủ vài dãy núi phụ cận vào bên trong trong thành đường đi vô số dòng người như thoi đưa trong thành độn quang càng dày đặc như mây khắp nơi đều là tình cảnh phồn hoa không gì sánh được hàn lập hít sâu một hơi thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi xuống Nhật Nguyệt Thần Chu từ giữa không trung hạ xuống, đáp xuống trong thành. Sau nửa canh giờ, hắn từ trong một tòa tháp cao đi ra, lẫn vào trong dòng người, rất nhanh không thấy bóng dáng. Trong dòng người đi ra từ trong tháp cao, một nữ ni áo trắng bước nhanh ra, chính là Dư Mộng Hàn. Nàng nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó, nhưng lại không tìm được, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ một lát, sau đó đi đến nơi xa. Hàn Lập Sen lẫn trong trong dòng người trên đường bước nhanh về phía trước. Mặc dù hắn lần đầu tới cửu Nguyên Thành, lại hành tẩu như bay, không mảy may trần chờ. Giao Tam đã sớm báo cho hắn biết tình huống cửu Nguyên Thành, còn có vị trí đặt chân ở. Hai bên đường phố là từng gian cửa hàng cao lớn, bên trong buôn bán đủ loại hàng hóa, tiên khí, đan dược, các loại tài liệu, cái gì cần có đều có, so với Lưu Kim Thành tựa hồ còn nhiều hơn. Mà trong thành rất là náo nhiệt, tựa hồ đang chuẩn bị ngày lễ khánh điển gì đó, rất nhiều cửa hàng đều đang trang trí chuẩn bị. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, nhưng không dừng lại dò xét, tiếp tục bước nhanh về phía trước. Nơi này là địa bàn lớn nhất thế lực Cửu Nguyên Quan, mặc dù hắn không có cảm giác bị dò xét, nhưng ai biết được có bao nhiêu nhãn tuyến giám thị các nơi trong thành. Căn cứ tin tức lấy được từ giao tam, chỗ đặt chân là nơi an toàn nhất, ngoại trừ nơi đó, đi bất kỳ địa phương nào đều phải thập phần chú ý. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đi vào một hẻm nhỏ ở rìa Cửu Nguyên thành, trong ngõ nhỏ có một khách sạn nhỏ, bất quá lại đóng chặt cửa hắn quan sát cẩn thận đại môn khách sạn nhất là một tòa thạch sư gần cửa khách sạn trong mắt lóe lên vẻ tươi cười đi ra phía trước gõ lên cánh cửa theo tiết tấu mấy lần người nào một thanh âm lười biếng từ bên trong truyền ra cửa vẫn không mở lão bản trong khách sạn còn có phòng chống không tại hạ muốn tìm chỗ ở trọ hàn lập mở miệng nói lúc nói chuyện vẫn như cũ theo tiết tấu gõ cửa trong cửa trầm mặc một hồi thẳng đến khi hàn lập ngừng gõ cửa mới chậm rãi mở ra ngươi muốn ở trọ một thiếu niên áo ngắn 16, 17 tuổi từ bên trong thò đầu ra, dò xét trên dưới Hàn Lập một chút, hỏi: "Tại hạ đến cửu Nguyên Thành làm chút sinh ý, cần ở chỗ này nửa năm." Hàn Lập nói câu ám ngữ liên lạc, "A, à, vậy mời vào." Cặp mắt thiếu niên áo ngắn hơi sáng lên, nhường đường ra, mời Hàn Lập đi vào, sau đó lập tức đóng lại đại môn. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, bước mạnh tiến vào tiểu viện, tựa hồ đi vào một không gian đặc thù, hiển nhiên quanh khách sạn có bảy cấm chế đặc thù áp lực vô hình chung quanh lập tức giảm đi rất nhiều. Trong lòng của hắn buông lỏng, theo thiếu niên áo ngắn đi vào một căn phòng trong khách sạn. Một nam tử trung niên phúc hậu đang ngồi nơi bàn tính tính toán, xem qua sổ sách, nghe tiếng bước chân vội ngẩng đầu lên. Trưởng quỹ, vị khách quan này muốn ở trọ, thiếu niên áo ngắn nói, xin hỏi tính danh khách quan, muốn ở bao lâu? Trưởng quỹ phúc hậu nhìn hàn lập một chút, phất tay để thiếu niên áo ngắn lui ra, sau khi đóng cửa phòng, thần sắc lãnh đạm hỏi. Tại hạ hàn lập, Dự định ở đây nửa năm, Hàn Lập báo lên tính danh, lấy ra mặt nạ màu đỏ trước kia, tay hơi lúc lắc một cái, sau đó lập tức thu vào. Đây đều là ám ngữ liên lạc, nguyên lai like là Hàn Tiền Bối, Hoan nghênh, giao Tam Tiền Bối đã phân phó, để ngài tạm thời ở nơi đây. Trên mặt trưởng quý phúc hậu lộ ra vẻ tươi cười, có chút nịnh nọt nói. Giao Tam đạo hữu cũng ở đây? Hàn Lập hỏi, Giao Tam Tiền Bối lúc này không có ở đây, bất quá nàng đưa tin tới, để ngài an tâm ở lại đây không bao lâu nàng sẽ đến gặp ngài, thương thảo cụ thể nội dung nhiệm vụ. Trường quỹ phúc hậu nói ra, vậy ta đợi thêm một đoạn thời gian, hàn lập nhíu mày, sau đó giãn ra, nói, xin mời tiền bối theo ta. Trường quỹ phúc hậu liên tục gật đầu, tự mình dẫn hàn lập đi vào nội viện. Chuyển qua mấy ngả rẽ, hai người tới một tiểu viện gạch xanh ngói xanh, nhìn rất sạch sẽ gọn gàng. Hàn lập khá hài lòng với nơi này, gật gật đầu. Hàn tiền bối, ngài một đường vất vả từ xa tới, nên sớm nghỉ ngươi đi, có gì cần cứ gõ chuông nhỏ trong viện, vãn bối xin cáo từ trước. Trưởng quỹ phúc hậu cung kính nói, đang muốn rời đi. Khoan đã, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, hàn lập gọi trưởng quỹ lại, tiền bối ngài có gì cứ hỏi, vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy. Trưởng quỹ phúc hậu khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói. Lúc ta vừa mới vào thành, các nơi trong thành răng đèn kết hoa, sắp có chuyện gì xảy ra sao? Hàn lập hỏi, tiền bối hẳn là không biết, Tiên sứ thiên đình sắp giá lâm cửu nguyên quan, ban phát 36 danh ngạch bồ đề thịnh yến, các nơi trong thành đều đang chuẩn bị. Trưởng quỹ phúc hậu có chút ngạc nhiên nói, a có chuyện này, ta gần đây bận rộn tu luyện, cũng không nghe qua việc này. Bồ đề thịnh yến ta biết, bất quá 36 danh ngạch này là sao? Hàn lập hỏi, bồ đề thịnh yến chính là thịnh sự lớn nhất của thiên đình, người các đại tiên vực chân tiên giới đều muốn tham gia. Chỉ là bồ đề thịnh yến thiên đình cũng không phải muốn đi là có thể đi, cần phải có danh ngạch thiên đình ban phát mới được. Mỗi lần trước khi bồ đề thịnh yến diễn ra, thiên đình sẽ ban phát xuống danh ngạch cho các đại tiên vực. Sau đó thế lực nội bộ các đại tiên vực lại thông qua cạnh tranh, tranh đoạt danh ngạch thuộc về thế lực mình. Đại kim nguyên tiên vực nơi này cũng giống như vậy, ẩn này thiên đình ban phát cho đại kim nguyên tiên vực 36 danh ngạch, đến lúc đó các thế lực lớn nhỏ toàn bộ đại kim nguyên tiên vực đều sẽ tề tụ cửu nguyên thành, tiến hành một lần cạnh tranh, quyết định danh ngạch thuộc về nhà nào. Trưởng quỹ phúc hậu nói ra, thì ra là thế, tiên sứ thiên đình bao lâu nữa sẽ đến cửu nguyên thành. Trong lòng Hàn Lập bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi, chuyện này cũng không có tin tức chính xác, bất quá hẳn là sẽ nhanh thôi. Trưởng quỹ phúc hậu nói, Hàn Lập gật gật đầu, lại hỏi thăm mấy việc liên quan tới việc tranh cử danh ngạch kia, sau đó đuổi trưởng quỹ đi. Hắn đi vào trong phòng, theo thói quen bày ra mấy tầng cấm chế chung quanh, lúc này mới ngồi xuống, mặt lộ vẻ do dự. Giao Tam nói hắn trong vòng 30 năm đến cửu Nguyên Thành, cơ hồ cùng thời điểm với tiên sứ thiên đình Giá Lâm. Vậy nhiệm vụ luân hồi điện lần này, 89 phần có liên quan đến cạnh tranh danh ngạch bồ đề thịnh yến. Hàn Lập lắc đầu, không hao tâm tốn sức suy nghĩ việc này nữa, ánh mắt nhìn lại chỗ sâu cửu Nguyên Thành. Kim Đồng, chờ một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Trường 1215, Di Đồ vào một sáng sớm mấy tháng sau ánh nắng mặt trời còn chưa quá đỉnh tường trong cửu nguyên thành cuộc sống mọi người đều rất huyên náo khắp nơi trên đường phố đều có người đi lại so với cảnh tượng vội vàng người người chen chúc của ngày trước trong thành hôm nay bất kể người đi đường ở nơi nào tất cả đều có dáng vẻ rảnh rỗi túm năm tụm ba một chỗ nói chuyện với nhau hoặc đứng lẻ tẻ gần ven đường khuôn mặt những người này đều mang theo vẻ chờ đợi thỉnh thoảng nhìn về phía không trung hình như đang chờ đợi điều gì trong đoàn người một thiếu niên áo trắng, tướng mạo anh Tuấn đang xuyên thẳng qua đám đông, chậm rãi đi vào phía trong thành, hai tai lắng nghe những người xung quanh bàn luận. Hắn không phải ai khác, chính là Hàn Lập dùng mặt nạ màu đen của Luân Hồi Điện, thay đổi dung mạo khí tức. Một lão giả áo nâu nói, nghe nói lần này có tiên sứ từ Trung Thổ Tiên vượt tới, kiểu cách cực kỳ, không những tiền hô hậu ủng, tùy tùng vô số, mà ngay cả cung chủ Kim Nguyên Tiên cung chúng ta cũng đi cùng, trên đường đi sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Một tên nam tử trung niên quần áo hoa Mỹ khác nói, dù sao cũng là tiên sứ truyền lệnh của thiên đình, thân phận không thể đánh đồng được. Nếu không, sao đáng để quan chủ cửu nguyên quan thuần quân chân nhân tự mình nghênh đón chứ? Lại nói, lần này người đó đến để đưa, bồ đề lệnh, đây chính là bảo vật bao nhiêu tu sĩ đại la nhìn vào đều đỏ mắt, có ai là không thèm muốn chứ? Có ai không xem người ta như tổ tông nhà mình mà cung phụng? Đây là bằng chứng tham gia bồ đề yến, ai mà chẳng muốn? lại có một người không ngất hâm mộ nói. Hàn lập chỉ nghe, không mở miệng nói, cũng không dừng lại, đi thẳng một đường đến chỗ cuối. Ồ, đến rồi, đúng lúc đó, một tiếng kinh hô vang lên, đường lớn lập tức xôn xao một hồi, tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tên thiếu niên áo trắng kia cũng dừng lại, đứng ở ngã rẽ cuối phố, ngửa đầu nhìn về phía không trung trên đỉnh tường thành. Hắn thấy bên đó như mặt trời mới lên, lại như ánh sáng của bầu trời chợt chút xuống, một vùng kim quang lóa mắt sáng lên. Hào quang phát tán ra, giống như bảo quang Phật ra. Xung quanh ánh lên một giải cầu vòng bay lượn, trên màn trời cao hơn lại có hào quang vạn trượt, tụ hội những áng mây ngũ sắc lớn. Chờ trong chốc lát, cả đám người ngửa nhìn đến cứng cổ, hai mắt hơi khô, nhưng vẫn không thấy bóng người xuất hiện. Lúc có người định lên tiếng oán trách, một hồi tiên nhạc phạm âm bỗng vang lên giữa không trung. Ngay sau đó, hào quang màu sắc rực rỡ bất chợt từ ngoài thành tràn vào, trực tiếp vượt qua đỉnh tường thành, kéo dài vào trong nội thành. Cấm chế pháp trận thủ thành chủ động mở ra một thông đạo rộng chừng trăm trượng. Hào quang kia vừa vặn phóng qua, ánh mắt Hàn Lập chăm chú, hào quang màu sắc rực rỡ kia ngưng tụ thành một con đường lớn, trên đó hiện ra những hư ảnh hoa sen ngũ sắc, mơ hồ tỏa ra hương thơm ngào ngạt, dường như bao phủ toàn bộ thành trì. Ầm ầm, từng đợt sấm sét vang dền truyền tới, trên con đường ngũ sắc rực rỡ giữa bầu trời, tám kim giáp kỳ lân đạp bốn vó băng băng tới toàn thân chúng tỏa ra áng sáng vàng óng, tiếng chân bước như tiếng kinh lôi. Chúng kéo theo sau một loan giá to lớn, tạo hình khoa trương. Trên đó chạm trổ giường cột, nạm châu khảm ngọc, nhìn như một tòa lầu các ánh vàng, cực kỳ hoa lệ. Đằng sau loan giá còn có một đoàn nhân mã rất dài. Chính giữa hình thành đội ngũ kỵ binh giáp vàng, còn có tiên gia tu sĩ dơ cao pháp bảo, số lượng mặc dù không bằng so với thiên hạ đồn quá lên trước đó, nhưng cũng người phần như vậy. Trước loan giá có một lan can bạch ngọc, đứng sau lan can có một vị đầu đội mũ quan màu vàng người mang phục sức thiên quan khuôn mặt ngay ngắn dung mạo dài nhỏ sống mũi cao thẳng bờ môi mỏng thần sắc khuôn mặt đầy sự cao ngạo hàn lập chỉ liếc qua liền cảm thấy thần sắc người này làm cho người ta không thích hắn định cứ như vậy quay người rời đi nhưng khi ánh mắt hắn nhìn vào hai người sau lưng người kia thần sắc không khỏi hơi đổi trong hai người đó một người là một nam tử giáng người bình thường dung mạo phổ thông thần tình trên mặt cũng khá bình hòa Nhìn dáng vẻ bình bình vô thường đó, nếu không phải y đứng ở vị trí trên kia, lại mặc trên người sắc phục tiên cung, rất khó để người khác nghĩ y là cung chủ đại kim nguyên tiên vực lục xuyên phong. Còn đứng bên cạnh y là một nữ tử váy đỏ, rực rỡ hơn rất nhiều. Nữ tử này không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, dáng người lại càng thướt tha mềm mại, trong chốc lát đã thu hút hơn phần nửa ánh mắt của người trong thành. Hàn lập nhíu mày, có chút ngạc nhiên, xích mộng, sao lại là lạ? à? Trong khi hắn còn đang kinh ngạc, trên không trung của thành sáng lên hào quang bóng dáng mười mấy người cuốn theo hạ xuống con đường đầy hoa ảnh ngũ sắc so với chiến đội của tiên sứ những người này tỏ vẻ bình thản hơn rất nhiều khi đám người này vừa xuất hiện toàn bộ cửu nguyên thành như thể sôi lên tiếng reo hò vang lên như núi kêu biển gầm khắp nơi hàn lập chăm chú nhìn người cầm đầu người này mặc đạo bào màu xanh sẫm đầu đội liên hoa bảo quan khuôn mặt đúng quy chuẩn chữ quốc ngũ quan cũng không sáng sủa nhưng mặt mày lại tỏa sáng dáng người đĩnh đạc dung nhan đẹp đẽ. Không cần đoán nhiều, Hàn Lập cũng biết, người này quá nửa chính là quan chủ cửu nguyên quan thuần quân chân nhân. Đứng sát phía sau y có hai đạo nhân, một người trong đó thân hình gầy gò, xương gò má nhô cao, dưới cằm có tròm dâu dê, đôi mắt trong trẻo vô cùng. Y mặc một bộ đạo bào xám trắng đã cũ, khí thức trên thân đặc biệt rất khó diễn tả, nhìn rất có phong phạm ngoại thế cao nhân. Còn người kia nhìn chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô. Người này mặc một đạo bào màu tím vô cùng lộng lẫy, đinh đầu chỉ búi một búi tóc chứ không đeo bất cứ loại bảo quan đạo ra nào. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt y không biến hóa chút nào, nhìn như một pho tượng thiên vương. Hai người này có thể đi sau lưng thuần quân chân nhân, thân phận dĩ nhiên cũng không khó đoán, hơn phân nửa chính là hai vị phó quan chủ cửu nguyên quan. Đối với hai người này, Hàn Lập cũng không biết nhiều, chỉ biết lão giả đạo bào xám trắng kia đạo hiệu là Dương Quân Tử, còn nam tử trung niên đạo bào màu tím thì được gọi là lôi quân chân nhân. Phía sau hai người này có hơn chục người đang đứng, thần sắc kính cẩn. Nhìn những người kia, Hàn Lập liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là vị diệu Pháp tiên tôn lúc trước từng truy bắt hắn. Lúc này, sự chú ý của diệu Pháp đã bỏ qua vị tiên sứ kia, nhìn thằng xích mộng ở phía sau. Xích mộng kia cũng không chịu kém hơn, nhìn lại chằm chằm, ánh mắt hai người va chạm nhau cơ hồ tóe lửa. Hiển nhiên, bởi chuyện lần trước đuổi bắt Hàn Lập, Hai người đã hoàn toàn kết thành hận thù. Phượng Thiên Tiên sứ đại giá Quang Lâm, cử nguyên quan không tiếp đón từ xa. Thuần Quân chân nhân cao giọng nói: "Thuần Quân chân nhân khách khí." Hàn Lập thấy hai bên bắt đầu trò chuyện với nhau thì không có hứng thú xem tiếp. Hắn một đường chen qua đám đông đang ồn ào như núi kêu biển gầm, về thẳng tới khách sạn. Kết quả, vừa mới về tới sân, hắn liền thấy một thanh niên nam tử thân hình cao lớn, cùng với một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục trắng, đầu đội mũ rộng vành đang đứng ở cửa tiểu viện hình như đang đợi hắn. Nhìn thấy hai người, Hàn Lập khẽ nhăn mày, không nói gì. Nữ tử đội mũ rộng vành kia bỗng nở nụ cười xinh đẹp nói, lòng ngũ đạo hiếu, không mời chúng ta vào uống chén trà sao. Ngươi là giao tam đạo hiếu. Hàn Lập hỏi dò, nữ tử đội mũ rộng vành đáp, tiên sứ thiên đình đã đến, ta cũng nên nói cho ngươi nội dung nhiệm vụ lần này. Mời vào, Hàn Lập không trần chờ nữa, hắn đi tới phía trước, vung tay lên, mở cấm chế cửa viện, đón hai người vào ba người vào trong nhà ngồi xuống quanh bàn hàn lập luôn chú ý tới tên thanh niên nam tử cao lớn kia sau khi hắn tiến vào tiểu viện ánh mắt vẫn nhìn vào người kia nhìn thẳng từ trên xuống dưới không chút kiêng kỵ trong lòng nghi hoặc hàn lập hỏi giao tam đạo hiếu xin hỏi vị này là ai đây là một trong mấy vị phó điện chủ của luân hồi điện chúng ta vũ dương đạo hiếu giao tam giải thích hàn lập nghe qua cái tên này thần sắc không khỏi hơi đổi thanh niên nam tử đang một mực trầm mặc kia mở miệng nói xem ra quả nhiên là ngươi biết ta năm đó ở trong di tích chân môn môn đã thấy chân dung của ngươi lại nghe nhiệt hỏa đạo hữu nhắc qua vũ dương nghe vậy suy nghĩ một hồi trên mặt đột nhiên hiện ra sự tức giận nhiệt hỏa là đệ tử của tên kia sao hàn lập liền đáp đạo hữu không cần kích động nhiệt hỏa đạo hữu năm đó không phản loạn đi theo kỳ ma tử huống hồ gã cũng đã vẫn lạc tại hôi giới vũ dương sau khi nghe xong thần sắc lúc này mới thu lại nghe nhà đầu cửu chân nói kỳ ma tử cũng thiếu chút chết trên tay ngươi đúng vậy không hàn lập đã lâu không nghe qua cái tên cam cửu chân này trong lúc nhất thời không nghĩ tới giao tam trần chờ một lát mới phản ứng khẽ gật đầu nói may mắn đã đánh bại y đáng tiếc không thể giết được vũ dương đột nhiên hỏi nói như vậy đại ngũ hành nguyễn thế quyết thật sự ở trên người ngươi sao vừa nói vấn đề này ra không khí trong phòng lập tức hơi căng thẳng hàn lập đầu tiên nhướng mày im lặng hồi lâu sau đó mới mở miệng đáp nếu ngươi muốn ta có thể trả cho ngươi. Vũ Dương nghe câu này, thần sắc hơi đổi, hiển nhiên không ngờ Hàn Lập dứt khoát như vậy, ngược lại còn không dám tin. Hàn Lập thản nhiên nói tiếp, công pháp này vốn là của chân ngôn môn, ta chỉ có thể coi là một nửa đệ tử của Di La Lão Tổ, người mới là y bát chính thống chân ngôn môn, trả cho ngươi cũng coi như trả ơn Lão Tổ truyền pháp. Vũ Dương nghe xong, đáy mắt hiện lên thần sắc áy náy, im lặng rất lâu, sau đó mới mở miệng nói, đại ngũ hành huyến thế quyết này ngươi cất cho kỹ, đừng để nó thất truyền là được như vậy là sao? vũ dương cười khổ một tiếng nói năm đó ngoại trừ phản còn lại tất cả mấy vị sư huynh đệ đều chết theo chỉ có một mình ta sống tạm đã coi như là phản bội sư môn rồi huống hồ những năm này một mực để xuất sinh kỳ ma tử kia tùy ý tiêu dao không thể thay sư môn thanh lý môn hộ có tư cách gì kế thừa đại ngũ hành nguyễn thế quyết chứ hàn lập định thuyết phục thêm vũ dương lại khoát tay áo nói ra ý ta đã quyết người không cần nhiều lời hàn lập đành phải thôi đã như vậy Công pháp trước để ở chỗ ta, chờ ngày sau ngươi có lòng gây dựng lại chân môn môn, ta sẽ trả lại cho ngươi. Chương 1216, nhiệm vụ mới. Vũ Dương nghe Hàn Lập nói như vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên thân hắn, nhiều thêm mấy phần ý khen ngợi. Các ngươi lại nhắc chuyện cũ, hay là trước tiên chúng ta nói chính sự đi." Giao Tam nói ra, "Vậy trước tiên nói một chút tin tức về Kim Đồng đi, các ngươi hẳn phải biết a." À. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên thân Giao Tam, hỏi trước mắt ta chỉ có thể nói cho ngươi kim đồng tạm thời không việc gì cụ thể nàng bị giam giữ chỗ nào chúng ta cũng đã biết chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình chúng ta sẽ báo cho ngươi chỗ ở của nàng cũng cung cấp các trợ giúp cần thiết giao tam nói ra nếu vậy hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện các ngươi nói cho ta biết vị trí kim đồng hàn lập nhướng mày hỏi hàn đạo hiếu cũng không phải chúng ta dùng chuyện này áp chế ngươi kỳ thực nhiệm vụ của ngươi chỉ là một điểm mấu chốt trong toàn bộ nhiệm vụ chờ sau khi ngươi hoàn thành chúng ta mới có thể triển khai kế hoạch tiếp theo mà chỉ có kế hoạch tiếp theo triển khai người mới có cơ hội cứu được kim đồng ra thần sắc giao tam không đổi lạnh nhạt nói nhiệm vụ của ta là gì hàn lập nghe vậy trầm mặc một lúc lâu hỏi tiên sứ chuyện lệnh thiên đình đã đến cửu nguyên thành tin rằng chẳng mấy chốc sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn chúng ta muốn người đi tham gia lần tuyển chọn này đồng thời tranh đoạt một danh ngạch tham gia bồ đề yến giao tam nói ra tranh đoạt danh ngạch đại hội này tuyển chọn như thế nào Hàn Lập hỏi, lần bồ đề yến này lưu cho toàn bộ đại kim nguyên tiên vực có tổng cộng 100 danh ngạch. Cửu Nguyên Quan, Bách Tạo Sơn, Kim Nguyên Tiên Vực và Nhật Nguyệt Minh họp phân chia theo tỷ lệ bất đồng đã lấy đi phần lớn danh ngạch. Chỉ lưu lại nhiều nhất một hai chục danh ngạch cho những tông môn khác ở đại kim nguyên tiên vực tranh đoạt. Người cần chiến đấu với những người tranh cử khác chiếm lấy một chỗ cắm rùi trong số danh ngạch ít ỏi này. Vũ Dương nói ra, cho nên, lần này người tham gia tuyển chọn là một ải khó khăn, ngươi nhất định phải che giấu thân phận của mình là điều kiện tiên quyết, sau đó là phải chiến thắng đoạt lấy một bồ đề lệnh. Giao tam bổ sung, việc này sao có thể, mặc dù ta không có danh khí gì ở kim nguyên tiên vực nhưng người có thể nhận ra ta lại không ít. Vừa rồi trong thành còn thấy hai vị đại la xích mộng và diệu pháp tiên tôn, một khi ta tham dự chiến đấu cùng những người khác, bọn họ tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của ta. Đến lúc đó, đừng nói là cứu kim đồng, dù là bản thân ta cũng khó có thể bảo toàn. Hàn lập lắc đầu nói, Hàn đạo hữu không cần lo lắng, trước đó ta đưa cho ngươi mặt nạ màu đen, chính là vì dùng để đối phó việc này. Giao Tam nói ra, đối phó như thế nào? Mặc dù vật này che lấp khí tức, thay đổi thân hình thập phần công hiệu nhưng khi chiến đấu, công pháp thần thông và khí tức tiên linh lực của ta sẽ bị người phát hiện ra manh mối, chuyện này vô pháp cải biến. Hàn lập nhíu mày nói, nếu như ngươi cho rằng mặt nạ này chỉ có chút bản lãnh đó thì đã quá coi thường nó rồi. Đeo mặt nạ này lên, người có thể hấp thụ một phần tiên linh lực và khí thức người khác sau khi trải qua bí pháp và bản thân dung hợp có thể đạt tới trình độ biến giả thành thật chỉ cần ngươi không sử dụng thời gian pháp tắc dù là tu sĩ đại la hậu kỳ cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được giao tam nói ra dù vậy ta cũng không phải là người trong đại kim nguyên tiên vực chỉ sợ cũng không có tư cách tham gia lần tuyển chọn này hàn lập nói việc này ngươi có thể yên tâm ngươi tham gia lần tuyển chọn này thân phận đã sớm được sắp xếp xong xuôi dùng danh nghĩa một vị trưởng lão hiển sơn tông xuất chiến vũ dương đáp tên tuổi hiển sơn tông hàn lập đã nghe qua đó chính là tông môn cỡ chung trong đại kim nguyên tiên vực trừ những tông môn cực lớn như cửu nguyên quan là một trong không nhiều tông môn không gia nhập nhật nguyệt minh có thế lực bản thân không nhỏ nhưng lại chưa bao giờ truyền ra tin tức cấu kết luân hồi điện nói vậy hiển sơn tông này là tai mắt luân hồi điện cài cắm trong đại kim nguyên tiên vực hàn lập hỏi cũng coi là vậy bất quá việc này trong hiển sơn tông chỉ có cực ít người biết Lần này, Tông chủ Chu Hiển Dương bọn hắn tự mình dẫn đội tham gia đại hội tuyển chọn, đã trú đóng ở biệt huyền Tông Môn Thành Tây. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần mang tín vật này đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào. Giao Tam nói ra, nói xong, cổ tay nàng chuyển động, lấy ra một ngọc huyết màu trắng đưa cho Hàn Lập. Nhiệm vụ của các ngươi rốt cuộc là vì mục đích gì? Hàn Lập tiếp nhận ngọc huyết, vuốt nhẹ một cái, hỏi. Việc này Hàn Đạo Hữu ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần hoàn thành việc kia là được, sau đó chúng ta tự sẽ nói cho ngươi, kim đồng cụ thể bị giam ở nơi nào, ngươi phải làm gì mới có thể cứu nàng ra. Giao Tam nói, Hàn Lập nghe vậy, suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể im lặng gật đầu nhẹ. Sau đó, Giao Tam lại dặn dò một phen ở trong cửu Nguyên Thành chú ý chuyện gì, rồi cùng Vũ Dương cáo từ rời đi. Ngươi có thể đạt được các cơ duyên của lão tổ, học được công pháp đại ngũ hành Nguyễn Thế Quyết, lại giúp chân môn môn ta trọng thương phản đồ kỳ ma tử kia, đã xem như nửa người chân môn môn ta ta thẹn là sư huynh cũng phải tặng ngươi một phần lễ gặp mặt lúc sắp chia tay vũ dương bỗng nhiên mở miệng nói nói xong cổ tay gã chuyển động một nghiên mực vuông màu vàng bắn ra rơi vào trên tay hàn lập không đợi hàn lập mở miệng từ chối thân hình hai người bọn họ đã tản ra biến mất trong viện tay hàn lập nâng nghiên mực màu vàng quan sát tỉ mỉ một chút thấy trên đó điêu khắc một đầu hoàng nghiêu đang nằm nhắm mắt ngủ say đường cong lưu loát hình thái hàm nhiên nhìn sinh động như thật hắn rót vào một ít tiên linh lực thôi động, trên ngọa nghiêu nhiên mực lập tức nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng màu vàng, ở trong tản mát ra trận trận ba động lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính, nhìn uy lực không tầm thường, chỉ ít cũng là một kiện ngũ phẩm tiên khí. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, cẩn thận tra xét nhiên mực, thấy trên đó xác thực không có bất kỳ ấn ký gì, nhưng cũng không nóng lòng luyện hóa, trước thu nhập vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó, tay hắn vung lên, trước người sáng lên quang mang, xuất hiện một tòa quang môn màu bạc. Hàn Lập cất bước đi vào, vượt qua quang môn, đi thẳng vào trong động thiên hoa chi. Hắn đi vào trong một gian phòng tầng hai chút lâu, thấy đệ hồn đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt. Lam nhàn đứng bên cửa sổ trúc lâu, vừa nhìn thấy Hàn Lập lập tức tiến lên đón, thi lễ nói. Hàn đạo hiểu, thế nào? Hàn Lập thấy sắc mặt nàng không tốt, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra quang mang, mở miệng hỏi. Lúc trước nghi thức trùng hồn rất thuận lợi, hồn phách Kakata đã trồng vào trong mộng đàm hoa, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là đủ. Ngược lại đề hồn cô nương tiêu hao quá mức, hơi mệt mỏi chút. Lam nhàn ái náy nói, Hàn Lập nhìn thoáng qua đề hồn, ánh mắt lại rơi vào trên một cái bồn tròn màu đen đặt trên bàn tròn trong phòng. Chỉ thấy trong bồn tròn đựng một chậu thổ nhưỡng màu đỏ sẫm hơi ướt, phía trên trồng một gốc cây đen nhánh cổ quái, trên đó mọc lên bảy phiến lá màu đen, phía trên nổi lên một tầng tinh quang màu bạc, đỉnh thì sinh ra một nụ hoa màu trắng lớn chừng quả đấm, bên trong hình như có Huỳnh quang chớp sáng chớp tối. Thần thức Hàn Lập quét qua, cảm ứng được khí thức Lam Nguyên Tử trong đó. Đây là chuyện thần hồn, không được khinh thường, nếu có gì cần hỗ trợ, người cứ việc nói. Hàn Lập nói ra, Hàn Đạo Hữu và Đề Hồn Đạo Hữu giúp ta đến tận đây, ta đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dám hy vọng xa vời gì khác, chỉ mong ngày sau làm châu làm ngựa báo trả ân đức Đạo Hữu. Thần sắc Lam Nhan thu vào, nói gấp. Hàn Lập thấy thế, không nói gì nữa, chỉ trấn an nàng vài câu để nàng giải sầu, rồi quay người rời đi. Phía tây cửu Nguyên Thành là nơi mấy dòng sông hội tụ chảy xuyên qua thành, địa thế khá thấp, lại bằng phẳng khoáng đạt. Bởi vì sông ngòi dày đặc, nơi đây thảm thực vật rậm rạp, phong cảnh đặc biệt, trong đại kim nguyên tiên vực, không ít tông môn trung đẳng đều bỏ ra số tiền lớn, mua sắm một chỗ, dùng làm biệt huyền tông môn. Hiền Sơn Tông là thế lực trung đẳng nổi bật trong trong đại kim nguyên tiên vực, tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong phiến khu vực thành tây này chiếm cứ một mảnh hệ sông dày đặc, là nơi phong quang thịnh nhất, xây một tòa hiển sơn biệt viện rộng lớn. Một ngày này, ngoài đại môn hiển sơn biệt viện đi tới một thiếu niên tuấn lạng áo trắng như tuyết, trong tay nhẹ lay động quạt xếp, đi đến chỗ cổng gác. Người trông coi thấy tướng mạo hắn đường đường, trạng thái khí chất bất phàm, trong lúc nhất thời lại không thấy rõ tu vi sâu cạn, liền thức thời không dám làm khó, đàng hoàng đi vào phía trong thông báo. Chờ hồi lâu sau, từ trong đường đi ra một lão giả dâu dài mang trường bào màu trắng. Lão giả nghe người gác cổng nói đến mơ hồ, liền cho rằng thật sự là đại nhân vật gì đại giá quang lâm, chờ đến chỗ cửa xem xét, lại phát hiện là một thiếu niên thượng dai túi ra, da, khí thức tu vi trên thân bất quá kim tiên trung kỳ mà thôi, liền có chút tức giận. Đạo hữu muốn gặp tông chủ chúng ta sao? Thật không trùng hợp, tông chủ hôm nay cũng không có tại biệt viện, đạo hữu nếu có chuyện gì, không ngại trước nói cho tại hạ biết, chờ sau khi tông chủ trở về, ta lại cáo chi với ngài ấy, như thế nào? Bất quá lão giả dưỡng khí công phu, đến cửa, thần sắc không đổi, hỏi. Thiếu niên nghe vậy, lông mày cao lại, nắm trong tay một khối ngọc quyết màu trắng, nhẹ nhàng xoa động, mở miệng nói, người không phải tông chủ, vậy ta nói cho ngươi không được, vẫn là để tông chủ các ngươi tới gặp ta đi. Thiếu niên này tự nhiên không phải ai khác, chính là Hàn Lập. Lão giả dâu dài nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hiển nhiên có chút tức giận. Thế nào, là cảm thấy tu vi cảnh giới ta quá thấp không đủ tư cách để gặp hắn sao hàn lập nhướng mày hỏi không đợi lão giả trả lời khí tức trên người hắn bỗng nhiên biến đổi bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều trong chớp mắt đã đến thái ất trung kỳ lão giả dâu dài thấy thế thân sắc lần nữa biến đổi mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ có thể áp chế khí tức cũng không tính là gì nhưng áp chế đến tình trạng giống người trước mắt này để cho mình phải lé mắt thật sự là hiếm gặp nguyên lai là tiền bối giá lâm, là ánh mắt vãn bối vụng về. Lão giả dâu dài vội ôm quyền nói ra, trong lúc nói chuyện, trong lòng của lão lại yên lặng truyền âm, cáo chi trong biệt viện chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa là cửu ra đến nhà. Yên tâm đi, ta không có ác ý, chỉ là tìm tông chủ các ngươi có một số việc mà thôi. Ta biết hắn tại biệt huyền, như vậy đi, người cầm tín vật này vào, hắn xem xong sẽ tự ra gặp ta. Hàn lập thở dài, nói, nói xong, hắn đưa ngọc quyết trong tay tới. Vãn bối tuân mệnh, làm phiền tiền bối ở đây đợi một chút. Lão giả dâu dài vội cung kính nhận lấy, nói ra. Sau khi nói xong, thân hình lão lóe lên, chạy nhanh vào trong viện. Cũng không lâu sau, một đạo bạch quang từ trong viện lóe lên đi ra, thân hình một cự hán dáng người khôi ngô như thiết tháp xuất hiện, trên mặt chữ quốc tràn đầy vẻ nhiệt tình ý cười, tiến lên nghênh đón hàn lập. Hàn đạo hiểu, đã lâu không gặp, ha ha, thanh âm cự hán như thiết tháp vang dội, chấn động làm phòng gác cổng cũng rung động theo chương 1217, rất hợp ý ta. Hàn lập liếc mắt nhìn qua một lượt, chỉ thấy thiết tháp cự hán này mày ngang mắt sách, gương mặt thô kệch Nhưng khí thức toàn thân lại hùng hồn thâm hậu vô cùng, rõ ràng là một vị tu sĩ đại la trung kỳ. Mặc dù ngữ khí của đối phương hết sức thân mật, nhưng bản thân Hàn lập lại không nhận ra y. Có điều, chỉ cần suy nghĩ qua lại trong thoáng chốc, Hàn lập liền minh bạch điểm mấu chốt trong đó, lập tức cũng tỏ ra thân thiết nghinh tiếp. Hắn mỉm cười, chu đạo hiếu, từ biệt nhiều năm, quả nhiên đã lâu. hai người nhanh chóng tiến lại gần, không hẹn mà cùng nhau đối nhãn một chút, rồi bắt đầu hàn nguyên. lão giả dâu dài làm nhiệm vụ tiếp dẫn kia vẫn đứng ở một bên, ánh mắt ngưng trọng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. may mắn thay lúc trước mình chưa từng làm khó người này. xem ra vì kia thật sự là lão bằng hữu của tông chủ. chu hiển dương và hàn lập tay bắt mặt mừng, đi thẳng một đường xuống biệt viện trong nội đường. chu trưởng lão, ngươi lên trên chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay ta muốn dùng thanh lam ngọc lộ chân tàng vạn năm để tiếp đón, tẩy trần cho lão hữu. Chu Hiển Dương thiếu ý đầy mặt, ra lệnh cho lão giả dâu dài. Tuân mệnh, người kia nghe vậy liền gật đầu, chờ cho lão giả nọ rời đi, Chu Hiển Dương mới dẫn Hàn Lập tiến vào nội đường, y khoát tay một cái, liền mở ra quang môn bằng bạc. Hai người không ai nói tiếng nào, cùng nhau xảy bước tiến vào trong quang môn, đi tới một gian mật thất. Vị chu trưởng lão mà ngươi vừa gặp ngoài kia chính là tai mắt do Kim Nguyên Tiên Cung xếp đặt bên cạnh ta. Vì vậy không thể không diễn vở tuồng gặp lại bạn cũ. Mong Hàn đạo hữu chớ trách, Chu Hiển Dương ôm quyền, xem ra cây cọc ngầm này đã làm khó Chu tông chủ rồi. Hàn Lập cười cười, đâu có, đâu có, may mà tên Chu trưởng lão kia tuy cẩn thận máy móc, nhưng lại không đủ thông minh. Mấy năm gần đây xem như trôi qua an ổn, bởi vì lần này sẽ có những chuyển biến lớn phát sinh, ta đây cũng đã chuẩn bị xong. Chu Hiển Dương thấp giọng thì thào, ngược lại trước kia giao tam đạo hữu chưa từng nói cho ta tình huống cụ thể. Ta chỉ biết rằng khi đến đây, hết thảy đều nghe theo sự sắp đặt của Chu Tông Chủ. Hàn Lập nghe xong liền ôm quyền nói, Hàn đạo hữu khách khí rồi, giao tam đạo hữu lại không nói với ta như vậy. Rõ ràng nàng đã nói hết thảy phải do Hàn đạo hữu làm chủ, ta chỉ cần mà tận lực trợ giúp ngươi mà thôi. Chu Hiển Dương mỉm cười, không nên khách khí, đối với sự tình liên quan đến nhiệm vụ lần này, Hàn mỗ kỳ thực không biết nhiều lắm, cần làm phiền chu tông chủ giải thích cặn kẽ cho ta một phen. Ánh mắt hàn lập ngưng trọng, ngữ khí nghiêm trang, bồ đề thịnh yến mà thiên đình tổ chức, căn bản 500 vạn năm mới có một lần, mời tiên giới vạn tiên cùng nhau chia sẻ bồ đề đạo quả, thập phần khó có được. Có điều, những năm trước chỉ có những người được mời mới có tư cách dự tiệc. Giống như lần này phân phát danh ngạch, không hạn chế chọn lựa người tham gia quả thật là lần đầu. Chu Hiển Dương nói ra, a, à, trước kia không giống như thế này sao? Vậy lần này an bài thì như thế nào? Hàn Lập nghe vậy, lại hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng đối với luân hồi điện chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Lần này, Đại Kim Nguyên Tiên vực có tổng cộng 100 danh ngạch, trong đó cửu Nguyên Quan và Bách Tạo Sơn đã chiếm hơn phân nửa. Kim Nguyên Tiên Cung và Nhật Nguyệt Minh cũng chiếm gần một nửa, chỉ còn 12 danh ngạch dành cho những tông môn còn lại. Chúng ta phải tranh thủ đoạt lấy một cái từ trong đám này. Chu Hiển Dương lắc đầu, tiếp tục nói không biết những tông môn tham gia tuyển chọn bao gồm những ai, thực lực đại thể như thế nào. Hàn Lập lại hỏi, Nhật Nguyệt Minh vốn thống lĩnh hơn phân nửa các tiểu tông môn trong Kim Nguyên Tiên Vực. Danh ngạch của bọn họ do Nhật Nguyệt Minh tự mình tiến hành phân chia. 12 danh ngạch này dành cho những tông môn bậc trung chưa từng gia nhập Nhật Nguyệt Minh cùng nhau tranh đoạt. Tuy nói rằng số lượng người cạnh tranh đã ít đi hơn phân nửa, nhưng vẫn có đến 96 tông môn tham gia. Chu Hiển Dương giải thích, từ 96 tông môn chọn ra 12 danh ngạch, cho dù không xảy ra bất ngờ gì, chỉ ít cũng phải thi đấu 3 vòng mới có thể chiến thắng. Hơn nữa, quy cách tham dự bồ đề thịnh yến lại cao như thế, thiết nghĩ tông môn nào cũng nhất định sẽ tận lực, phái đi người có chiến lực cao nhất tham gia tuyển lựa A. Hàn lập nhíu mày, không sai, nhưng có thể yên tâm rằng đám tổ sư trưởng lão và trưởng môn nhân của tông môn, bởi vì thân phận của chính mình, chắc chắn sẽ không tham gia tranh đấu. Nhưng cũng không ngoại trừ có vài kẻ thân là tông chủ một tông, nhưng lại tham luyến bồ đề đạo quả, sẽ không để ý thân phận mặt mũi, đích thân tham gia chiến đấu. Chu Hiển Dương khẽ gật đầu, thiết nghĩ, nếu Chu tông chủ đã nói thế, vậy thì sẽ có người thực sự làm cái việc đó phải không? Hàn Lập cười cười, đúng, đối thủ một mất một còn của Hiển Sơn Tông chúng ta chính là Phong chủ Cô Dương Phong, tư không kiến. Gia hỏa này là một kẻ âm hiểm xảo trá, để đạt được mục đích, gã chưa bao giờ cố kỵ thân phận của mình. Gia hỏa này từng vì báo thù cho con trai độc nhất mà đánh lén giết chết một hậu bối thiên tài có tư chất tuyệt hảo của tông phái chúng ta sau đó kẻ này một mực trốn trên đỉnh cô dương không dám ló mặt ra mặc cho hiển sơn tông chúng ra có tiến hành truy sát mấy trăm tên đệ tử đã hạ sơn tu hành của gã cũng chẳng hề thấy ra hỏa này xuất sơn nửa bước giọng điệu của chu hiển dương bỗng chốc trở nên phẫn hận không biết tu vi chiến lược của kẻ này thế nào hàn lập hỏi trước đây tư không kiến đã có tu vi đại la cảnh sơ kỳ mấy năm gần đây lại một mực ở bế quan cũng chẳng biết gã có cơ duyên chảm thành công nhất thi, đột phá đại la trung kỳ hay không. Nhưng lúc Tu Vi gia hỏa này còn ở sơ kỳ, chiến lực của gã so với tu sĩ đồng giai đã cao hơn nửa bậc. Vậy nên, tuyệt đối không thể không xem trọng gã. Đương nhiên, tình huống tốt nhất tất nhiên là không cần đối mặt với kẻ này. Chu Hiển Dương ngưng trọng nói, vốn là giúp thăm quyết đấu nên khó chắc sẽ không gặp phải gia hỏa kia. Sau này, hy vọng Chu tông chủ sửa soạn cấp cho ta một phần tin tức thật chi tiết. Giả như thật sự gặp phải kẻ đó, ta cũng có chuẩn bị từ trước. Không biết ngoại trừ gia hỏa này, ta còn phải chú ý những ai?" Hàn Lập gật gật đầu, Lạc Nguyên Sơn của Thanh Hối Lâm, Triệu Bá Lao của Vô Cực Sơn, Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử. Mấy người này thực lực bất phàm, rất có khả năng bọn họ sẽ đại diện tông môn xuất chiến. Sau này, ta sẽ sửa soạn thật tốt thông tin về bọn họ rồi cấp cho ngươi." Chu Hiển Dương một hơi điểm qua mười mấy danh tự, "Như vậy thật tốt." Hàn Lập tươi cười, "Hàn đạo hiếu để tham gia lần tuyển chọn này cần phải mượn thân phận của sư đệ ta thường thích nó vốn quanh năm dạo chơi bên ngoài trong tông môn cũng không có mấy người biết mặt cho nên việc lừa dối vượt qua kiểm tra hắn là không thành vấn đề khó khăn ở chỗ sư đệ ta vốn xuất thân huyền tu bản thân nó tu luyện công pháp của tông môn chúng ta vô cùng hời hợt hầu như nó chỉ dựa vào một thân luyện thể huyền công đã đạt đến cảnh giới thái ất hậu kỳ nếu như hàn đạo hiếu sử dụng thân phận của sư đệ ta để tham chiến e rằng sẽ không thể vận dụng rất nhiều thuật pháp tiên gia. Chu Hiển Dương có chút lo lắng, huyền tu, ha ha, rất hợp ý ta, Hàn Lập nghe xong liền cười lớn, trong lòng hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao giao tam bố trí cho mình tới đây rồi. Chẳng lẽ xuất thân của Hàn Đạo Hữu cũng là huyền tu? Chu Hiển Dương chợt nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Nội tâm Hàn Lập chợt động, lặng lẽ vận chuyển thiên sát chấn Mục công. Đột nhiên, toàn thân hắn bộc phát một loại uy áp vô cùng mạnh mẽ hơn 900 huyền khiếu thi nhau bừng sáng, tỏa ra hào quang rực rỡ soi dọi từng ngóc ngách của gian mật thất. Thật không ngờ, tạo hóa huyền tu của hàn đạo hữu vậy mà lại đạt đến bực này. So với ngươi, tên sư đệ kia của ta dẫu có thúc ngựa cũng theo không kịp. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chu hiển dương chợt biến sắc, miệng thì thào lẩm bẩm Nhưng y nào hay biết, để không hù chết y, hàn lập căn bản vẫn chưa bộc lộ hết số lượng tiên khiếu trên người mình. Đã khiến chu tông chủ chê cười, hàn lập cười hắc hắc, vậy là không phải lo nghĩ nữa rồi. Thường thích sư đệ, người xuất hiện đi. Thần sắc Chu Hiển Dương nhanh chóng thả lỏng, lên tiếng ra hiệu. Hàn lập nghe tiếng, liền liếc mắt nhìn về phía trong mật thất. Hắn phát hiện một gã thân hình gầy yếu, thoạt nhìn chẳng khác gì văn nhân thư sinh nhu nhược yếu đuối đang từ bên trong cửa ngầm đi ra. Gia hỏa này mặc một thân thanh sam, bộ dáng hào hoa phong nhã, nào có giống như một tên huyền tu. Bái kiến sư huynh, Hàn đạo hữu, thanh niên tiến lại chỗ hai người đang ngồi, ôm quyền thi lễ đạo hữu một thân huyền tu công lực nội liếm như vậy cơ hồ đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân tích lực tại cốt rồi đúng là không đơn giản hàn lập ôm quyền đáp lễ lên tiếng khen ngợi hàn đạo hữu có thể liếc mắt nhìn thấu nông sâu của ta xem ra đạo hạnh của tại hạ vẫn còn chưa đủ thanh niên văn nhược tên gọi thường thích nghe vậy cặp mắt chợt lấp lánh tinh quang khiêm tốn đáp lời thường đạo hữu quá mức khiêm tốn a à. hàn lập cười ha ha hàn đạo hữu chỉ còn hơn một tháng là đến ngày tuyển chọn danh ngạch dự bồ đề thịnh yến nội trong một tháng Người phải thuộc nằm lòng đặc điểm công pháp của sư đệ ta cho dù không thể thập phần hoàn mỹ nhưng tối thiểu cũng phải hù dọa được người khác không thể bại lộ thân phận đạo hiếu ngoài ra đạo hiếu đã biết nên dùng mặt nạ luân hồi điện như thế nào a à? chu hiển dương dặn dò trước đó giao tam đạo hiếu đã chỉ điểm hàn lập khẽ gật đầu chuyện này không nên trì hoãn đạo hiếu liền bắt đầu a à? chu hiển dương lại nói Hàn Lập và thường thích khẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu rồi tiến lại gần, đứng đối diện với nhau. "Đắc tội." Hàn Lập có phần áy náy, dứt lời, hai tay hắn lập tức bắt quyết, miệng lầm rầm ngâm tụng khẩu quyết, gương mặt nguyên bản tuấn lãng của hắn lập tức trở nên mơ hồ, chiếc mặt nạ màu đen bao trùm lên tướng mạo sẵn có của hắn tùy thời hiện ra. Chỉ thấy từng đạo phù văn trên mặt nạ dần dần sáng lên, từ bên trong bắt đầu sinh ra một làn sương mù màu đen đầy đặc. Sương mù chảy xuôi theo Hàn Lập trong chốc lát đã bao phủ toàn thân hắn sau khi chạm xuống đất, sương mù đen một đường ngưng tụ dường như biến thành một vật sống tới lui tuần tra một hồi rồi bám vào dưới chân thường thích hai tay thường thích vẫn buông lỏng tuy gương mặt có chút hồi hộp nhưng họ thường vẫn thủy chung đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ hành động dư thừa nào chỉ thấy sương mù màu đen tích tụ dưới chân thường thích ngày càng nhiều rồi chậm rãi dâng lên bao bọc toàn thân y hàn lập và thường thích đang đứng đối diện với nhau giữa hai người xuất hiện một mối liên kết bằng khói đen, tựa như một cây cầu. Hai gương mặt đều trở nên mơ hồ không rõ, không thể nhìn thấu, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Khí tức trên thân thường thích liên tục bị khói đen hấp dẫn, thu thập rồi truyền sang cho Hàn Lập. Chu Hiển Dương lẳng lặng đứng ở một bên, chăm chú nhìn hai người đang bị khói đen bao phủ trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chừng nửa khắc đồng hồ qua đi, sương mù màu đen tích tụ quanh người thường thích trước tiên rút đi, rơi xuống dưới chân, bám theo những đạo hắc tuyến trên mặt đất mà rút lui quay về, một lần nữa trở lại trên thân Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập lập tức co rút lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Dáng vẻ cao thấp của hắn trở nên giống thường thích vô cùng. Ngay sau đó, chỉ thấy đám sương mù đen ồ ồ ngược dòng leo lên, tất cả bị mặt nạ màu đen hút lấy. Cuối cùng, sau khi đã hấp thu toàn bộ, chiếc mặt nạ chợt tỏa ra một mảnh ô quang. Ô quang chậm rãi tản đi, để lộ một diện mạo hoàn toàn mới của Hàn Lập, rõ ràng là vô cùng giống thường thích. Cặp mắt Chu Hiển Dương sáng ngời, vội vàng bắt đầu đánh giá trên dưới một lượt. Phát hiện hai gã thường thích trước mắt mình, bất luận hình dạng hay khí tức, thậm chí cả hô hấp cũng giống nhau như đúc. Ngay cả y cũng không tài nào phân biệt được, thường thích chân chính, bởi vì bị mặt nạ hấp thu không ít tiên linh lực, giờ phút này khí tức đang có phần bất ổn. Ngược lại, so sánh với kẻ giả mạo là Hàn Lập, họ thường còn giống kẻ cải trang giả dạng hơn. Chương 1218, trước giờ, thường thích thấy vậy, nhịn không được nói không hổ là mặt nạ tiên khí tiêu chuẩn cao nhất của luân hồi điện lại biến ảo ra như vậy quả thực giống ta như đúc chu hiển dương càng thêm vỗ tay tán thưởng hay thật hay thật nếu thế này ngay cả nhiều trưởng lão của hiển sơn tông ta cũng chưa chắc có thể phân biệt thật giả hàn lập quay sang thường thích nói tiếp theo mong thường đạo hữu thuật lại một hai đặc điểm công pháp của ngươi bởi vì để tránh các loại rắc rối đối với việc giả trang người khác hắn vốn đã như xe nhẹ đường quen cho nên khi đưa tay nhấc chân, động tác thần thái hắn cũng phát sinh thay đổi, so với thường thích cũng có bảy phần tương tự. thấy vậy, hai người Chu Hiển Dương cũng tán thưởng không thôi. Thường thích gật đầu nói, tất nhiên, Chu Hiển Dương nói một tiếng, các người ở đây nói chuyện, ta đi thu thập một chút tin tức tuyển chọn của các tông môn tham gia lần này. Rồi sau đó y rời đi trước, trong mật thất chỉ còn lại tiếng thảo luận của hai người hàn lập. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, một ngày kia, sáng sớm tinh mơ, Nguồn người của toàn bộ cửu nguyên thành đều đổ xô ra đường cơ hồ tất cả mọi người tụ tập dưới chân cửu nguyên sơn việc tuyển chọn danh ngạch bồ để yến hôm nay sẽ cử hành bên ngoài sơn môn cửu nguyên quan hàn lập đã sớm thay đổi bộ dáng bên ngoài biến thân thành thường thích đi theo chu hiển dương và mấy trưởng lão hiển sơn tông cùng tới cửu nguyên sơn trên đường đi hàn lập mặc dù không nói nhiều lời nhưng thỉnh thoảng cũng nói chuyện vài câu với mấy tên trưởng lão hắn giả trang làm vị trưởng lão thường thích này mặc dù một mực ngao du ở bên ngoài, rất ít gặp mặt các trưởng lão khác, nhưng vẫn có một vài người quen. Tuy nhiên, lúc này Hàn Lập ứng đối tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng biểu hiện rõ ràng chính là thường thích, không lộ chút sơ hở nào. Mấy người đi thẳng một đường tới dưới chân cửu Nguyên Sơn, từ xa xa đã thấy một dãy núi vĩ đại, cao vút trong mây. Dãy núi kéo dài, xanh biếc vô bì, giữa lưng chừng núi bị một tầng mây mù dày đặc che lấp, khiến người ta không thể nhìn thấy phong cảnh trên núi. Mây bay cuồn cuộn, ánh hào quang ẩn hiện ngập tràn, hiển nhiên là một tòa vân hải đại trận bảo hộ dãy núi. Phụ cận sơn môn, một thác nước ầm ầm tựa lưng vào ngọn núi, cầu vồng lơ lửng, khắp nơi có thể nghe tiếng hạc kêu vượn hót, gió mát trong núi hòa hợp với tiên khí lượn lờ, thiên địa linh lực rào rạt đến cực điểm. Trước sơn môn, một quảng trường khổng lồ được xây dựng rộng đến mấy trăm dặm. Quảng trường phân ra rất nhiều khu vực, mỗi nơi kiến tạo một diễn võ đài cao hơn mặt đất khoảng một trường. Bên ngoài khu vực diễn võ đài bị pháp trận chia cắt, giờ phút này đang tụ tập hàng ngàn, hàng vạn người vây quanh, từ đứng trên mặt đất đến lơ lửng giữa không chung, đông nghịt dày đặc, khó mà đếm hết. Đám người Hàn Lập đi dọc theo lối đã mở sẵn dưới sự tiếp dẫn của đệ tử cửu nguyên quan. Tất cả đi thẳng một đường tới cửa Sơn Môn ở phía trong, trên một tòa bệ đá hình khuyên to lớn. Ở chỗ Sơn Môn, một cổng trào to lớn, ba tầng 12 góc, lặng lẽ đứng thật cao. Nó không tô đỏ vẽ xanh giống như thế tục, mà tạo hình toàn bộ bằng linh ngọc, nhìn tựa như một khối phỉ thúy xanh biếc to lớn. Trên cổng chào còn có một tấm biển bạch ngọc viết bốn chữ lớn cửu nguyên thắng cảnh bằng kim triện cổ văn. Hàn lập nhìn từ cổng đền hướng vào trong, chỉ thấy một đường núi thềm đá uốn lượn, thông vào trong sương mù mông lung, cảnh tượng trên đường núi liền biến mất không thấy, không thể nào nhìn rõ. Đi tới bệ đá hình khuyên, Hàn lập nhìn thấy những dãy chỗ ngồi được thiết lập cẩn thận, bố trí dày đặc, có đến mười mấy diễn võ đài. Đám người hiển sơn tông của hắn được đệ tử cửu nguyên quan tiếp dẫn, đi tới một chỗ ngồi bên trái, cách xa chính giữa một chút. Chu Hiển Dương đi tới gần các trưởng môn của mấy tông môn quen biết chào hỏi, tiện đường thẳng tới vị trí chỗ ngồi. đám người còn lại thì đứng phía sau y. Một lão già tóc bạc ngồi gần Chu Hiển Dương như người nhìn về phía đám người Hiển Sơn Tông, mở miệng hỏi, nghe nói thường thích trưởng lão của quý tông vốn luôn ngao du bên ngoài đã về tông, chúng ta qua lại nhưng vẫn chưa được gặp, không biết là vị nào. Lúc trước Hàn lập tra xét tư liệu mà Chu Hiển Dương siêu tập nên nhận ra người này lão chính là sơn chủ vô cực sơn triệu nguyên lai lần này tu sĩ xuất chiến cho tông môn bọn họ là tộc đệ của lão triệu bá lao đây là một tu sĩ thái ất hậu kỳ tu luyện lực lượng pháp tắc băng thuộc tính chiến lực không kém chu hiển dương cười nói thường sư đệ nếu triệu sơn chủ muốn gặp ngươi ngươi tới tiếp kiến một chút hàn lập nghe tiếng liền ra khỏi hàng thi lễ với triệu nguyên lai bái kiến triệu sơn chủ triệu nguyên lai đánh giá trên dưới hàn lập một chút sau lưng lão một thanh niên nam tử người thon dài, khuôn mặt âm nhu, mặc cầm bào máu trắng đang liếc nhìn lão, tựa hồ đang truyền âm trao đổi. Hàn Lập cũng biết người này, đó là Triệu Bá Lao, ánh mắt hai người chạm nhau, mỗi người đều khẽ gật đầu. Triệu Nguyên Lai vừa gật đầu, vừa tấm tắc tán thưởng, thần hoa nội liếm, khí tức trầm ổn, không hổ là người mang sát thủ giản mà Chu Tông chủ một mực giấu kín, xem ra có thường đạo hiếu ở đây, lần này Hiển Sơn Tông nhất định lấy được bồ đề lệnh. Công phu hàm dưỡng bên ngoài đầy đủ, hàn lập nhìn ra được đối phương không thấy được nông sâu của mình trong lòng lộ vẻ coi thường ánh mắt chu hiển dương nhìn thấy những điều này trong lòng cũng âm thầm bật cười nếu thật sự là triệu bá lao khi tỉ thí đụng phải vị thường sư đệ này của mình vậy có trò hay để xem rồi lúc y và triệu nguyên lai đang hàn huyên tán dương lẫn nhau một nam tử nhã nhận mặc áo dài xanh có hoa văn cây trúc liền đi tới chỗ ngồi đi theo sau gã là mấy nữ tử thanh lệ trang phục tố khiết cũng đi lên bệ đá hình khuyên thấy người này đến sắc mặt Chu Hiển Dương liền trầm xuống, ánh mắt lóe lên vẻ phẫn hận. Triệu Nguyên lai theo ánh mắt của y nhìn qua, sắc mặt cũng hơi đổi, thần sắc hiện lên mấy phần chán ghét. Triệu Nguyên lai không chút hạ giọng, trách mắng, tư không kiến, tên này đi tới chỗ nào đều ăn mặc tỏ vẻ quân tử khiêm tốn, thật không biết là trong cả kim nguyên tiên vực này, người nào mà không biết gã là ngụy quân tử không biết xấu hổ nhất. Hàn Lập cũng nhìn qua phía bên kia, thấy tư không kiến tay nâng chén trà thơm mà nữ tử bên cạnh dâng lên, vừa mới đưa tới bên miệng, tựa hồ nghe được lời triệu nguyên lai nói, hai mắt hiếp lại nhìn sang bên này. Dung mạo của gã hoàn toàn xứng đáng bốn chữ phong thần tuấn giật, mặt mày hất một cái, tỏ vẻ cười như khiêu khích về phía triệu nguyên lai và chu hiển dương, rồi khẽ nhấp một ngụm nước trà. Triệu nguyên lai hơi chút nghi hoặc nói, tên này sao không mang theo đại đệ tử, ngay cả bọn trưởng lão cô dương phong đều không mang theo, sao chỉ dẫn theo vài nữ đồ đến vậy. Chu hiển dương không chút ngạc nhiên, lường bên kia đáp, không cần đoán, Lão tiểu tử này hơn phân nửa là không biết xấu hổ, có lẽ tự hạ mình tranh giành với bọn tiểu bối. Cái này, Triệu Nguyên Lai like nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc, làm tông chủ một tông, tự mình tham dự tuyển chọn, cũng không phải không thể, ít nhất trong thông cáo lúc trước cũng không ngăn cấm. Chỉ là, bình thường trưởng môn của tông môn đều để tâm tới thân phận, nếu làm như thế, lỡ vạn nhất thất thủ sẽ mất mặt toàn bộ tông môn. "Con!" Một tiếng chuông vang dội bỗng truyền đến từ trong sơn môn cửu nguyên quan khi hai người đang nói chuyện. Theo dư âm tiếng chuông vang vọng quanh núi, trên không trung, một áng mây trôi nổi bay tới, vượt thẳng qua cổng trào phỉ thúy cao lớn kia, hạ xuống bệ đá hình khuyên. Hào quang trên bệ đá chấp sáng, từ từ hiện ra năm bóng người. Xung quanh, trưởng môn các tông môn tham gia giao đấu lần này nhìn thấy liền nhau nhau đứng dậy, chỉnh trang lại ngoại hình, khom người yết kiến năm người trong hào quang kia. Hàn lập làm theo đám người, cũng yết kiến, khóe mắt lại liếc qua, đánh giá những người đó. Một người đứng chính giữa, đầu đội mũ cao quan màu vàng, mặc sắc phục thiên quan, dung mạo dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, chính là vị tiên sứ truyền lệnh đến từ trung thổ tiên vực. Bên trái là một người mặc đạo bào màu xanh, đầu đội liên hoa bảo quan, dĩ nhiên chính là cửu nguyên quan chủ thuần quân chân nhân. Bên phải là một người dáng vẻ bình thường, dung mạo phổ thông, mặt cười ấm áp, chính là cung chủ kim nguyên tiên cung lục xuyên phong. Mỗi bên hai người này đều có một người, trước kia Hàn Lập chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng trước đó đã nghe Chu Hiển Dương nhắc qua nên cũng đoán được thân phận bọn họ. Trong đó bên trái là một tên lão giả mặc áo tím, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt sưng vù, bụng to ướn ra, nhìn mặt ủ mày trao, thần sắc mệt mỏi, chính là minh chủ nhật nguyệt minh thiên tinh tôn giả. Mà phía bên phải là một thanh niên nam tử dáng người thon dài, tóc như mây đen, tóc dài dựng đứng lên, trên trán tóc mái màu trắng rủ xuống, dung mạo có chút tuấn lãng, nhìn dáng vẻ bất phàm, là đương kim sơn chủ bách tạo sơn hoắc huyên. Năm đó ở Hắc Sơn Tiên Vực, khi ở giã Hạc Cốc, cảnh dương thượng nhân mà Hàn Lập quen biết từng nói, vị Sơn chủ Hoác Nguyên này là Sơn chủ đời thứ năm của Bách Tạo Sơn. Sau khi năm người này xuất hiện, trên quảng trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thuần quân chân nhân thấy vậy liền tiến ra phía trước, đưa tay lên phía trước, ra hiệu đám đông im lặng, Sơn môn cửu nguyên quan nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sau đó, y quay lại nói chuyện mấy câu với vị tiên sứ thiên đình kia, đám đông mới an bài kia cũng theo thứ tự ngồi xuống. Thuần Quân đạo nhân hướng mặt ra quảng trường, cao giọng nói, gặp đúng lúc Bồ đề thịnh hội sắp đến, nhờ Thiên Ân Minh Mông, nguyện cùng phổ thiên tu sĩ đồng khánh, nay đặc biệt đồng ý ban phát 12 Bồ đề lệch, truyền cho các đại tiên môn kim nguyên tiên vực ta, để chư vị tiên hữu có cơ hội cùng dự tiệc, đồng thời hưởng Bồ đề đạo quả. Đám đông nghe vậy, càng vui mừng khôn xiết, như thể được hưởng ơn trạch của thiên đình ngay lúc này. Thiên Ân Minh Mông, ân huệ chúng sinh, Thiên Ân Minh Mông, ân huệ chúng sinh. Không rõ ai đã nói trước câu này đám đồng liền hưởng ứng theo, toàn bộ sơn môn tràn ngập âm thanh mạnh mẽ. Vị tiên sứ thiên đình thấy cảnh này, tựa hồ khá hài lòng, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ. Mấy người bên cạnh, ngoại trừ vị thiên tinh tôn giả bụng to đang ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt đều hiện lên sự vui vẻ. Lúc này, một vị phụ trách chủ trì việc giao đấu, trưởng lão cửu nguyên quan đi lên phía trước, nói với đám đông trước mặt. Kim nguyên tiên vực chúng ta đất rộng của nhiều, tiên môn đông đảo, bồ đề lệnh chỉ có hạt, số lượng 12 cái, rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào, đều phải xem tiên môn các vị có bao nhiêu thực lực. Xung quanh, 96 tông môn chi chủ nghe vậy, liền sôi nổi đứng dậy, ôm quyền nói thiên đình ban tặng, dĩ nhiên toàn lực ứng phó. Trưởng lão chủ trì cao giọng nói tiếp, lúc trước các tông môn đều đã trình báo danh sách tham gia tuyển chọn, tiếp đây, xin mời tu sĩ tham dự giao đấu của các tông tiến lên, cử hành rút thăm theo vòng hiệp một. Hàn lập nghe vậy khẽ liếc chu hiển dương một cái, rồi xảy bước đi ra ngoài. Triệu bá lao đứng sau lưng triệu nguyên lai cũng theo sát phía sau, đi tới trước sân khấu. Cùng lúc, tu sĩ tham gia tuyển chọn của các tông môn khác cũng đều hối hả đi ra. Chương 1219, trận đầu. Thân hình Hàn Lập dừng lại một chút, đảo mắt nhìn qua một lượt, liền phát hiện những người cần phải chú ý mà lúc trước Chu Hiển Dương đề cập cơ bản đều xuất hiện trên đài. Trong đó gồm có mấy người Lạc Nguyên Sơn của Thanh Hối Lâm và Thiên U Hồ Tử Lạc Tiên Tử. Tất nhiên, cũng tính luôn cả vị trưởng môn không màng thân phận tự mình tham gia tuyển chọn, tư không kiến Người xem ở bên dưới đài đối với hành vi của gia hỏa này không cho là đúng. Thậm chí, có người còn cảm thấy y chơ chẽn. Nhất thời, từ phía xung quanh quảng trường nổi lên một trận hư thanh. Tư không kiến thấy vậy nhưng tiếu ý trên mặt không đổi, điềm nhiên Phật một cái mở ra cây quạt xếp. Đồng thời, thân hình khẽ động một chút đứng thẳng lên, một mực bảo trì thần sắc tự nhiên, lù lù bất động. Bất quá mọi người tuy âm thầm oán thán gã, nhưng thật tâm lại có chút bội phục mức độ vô liêm sỉ của gia hỏa này. Dù sao một khi thành công chiếm được bồ đề lệnh, giống như nhận được chỗ tốt to lớn, đủ khiến người người bỏng mắt. Dựa theo điểm này mà nói, canh bạc của tư không kiến cũng chẳng tính là mất trí. Chu Tông Chủ, nếu như thường đạo hữu Quý Tông có thể rút chúng cái tên tư không kiến kia, vậy nhất định phải đánh bại y. Chỉ có thế mới khiến danh tiếng, uy vọng bấy lâu của cô Dương Phong triệt để rất xuống vực thẳm, lại vừa vặn báo được mối hận bao năm qua của Tông Phái các ngươi. Triệu Nguyên Lai vừa cười vừa nói, suốt thăm định đoạt, lý nào có thể trùng hợp như vậy? Chu Hiển Dương làm bộ gật gù, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh, cầu mong triệu bá lao chạm mặt tư không kiến. Thực ra, tư không kiến có thể đứng đầu một tông, thực lực dĩ nhiên không tầm tường. Huống hồ, gia hỏa này sớm đã nổi danh âm hiểm. Những người còn lại tất nhiên đều ôm hy vọng không phải giao thủ với gã. Ở đây, ta có 96 viên châu mang số hiệu. Lát nữa các ngươi tự mình lựa chọn một cái, con số xuất hiện trên đó chính là số hiệu của các ngươi. Sau đó, lại thông qua việc chọn cặp số để ghép đôi, số 1 đối chiến với số 96, số 2 đối chiến với số 95. Cứ như vậy suy ra, tất cả đã minh bạch, trưởng lão chủ trì từ tốn giảng giải, đã rõ, đám người tham tuyển đồng thanh lên tiếng, bắt đầu chọn số, trưởng lão chủ trì vừa dứt tiếng hô, liền vung tay ném đi. Chỉ thấy 96 viên châu lóe lên, biến thành những vệt sáng chói mắt bay lên không trung, tựa như một tấm lưới đầy sao lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Những người tham tuyển lập tức giơ tay lên khẽ vẫy. Tiếp đó, liền có một viên châu như lưu tinh rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay bọn họ. Hàn Lập đưa tay nhiếp lấy một viên châu, đưa một chút tiên linh lực nhập vào trong, quang mang xung quanh viên châu lập tức tắt ngấm, rồi hiện ra một số hiệu. Số 91, Hàn Lập thì thào, mọi người xung quanh ai nấy đều nắm viên châu trong tay, nhìn thấy số hiệu của chính mình. Số hiệu mà tư không kiến nắm trong tay nhiễm nhiên trở thành điều mà đại bộ phận người tham tuyển chú ý. Vì vậy bọn họ nhao nhao tập trung ánh mắt về phía gia hỏa kia. Tư Không Kiến tuy bị vô số ánh mắt đổ dồn lên người nhưng chẳng hề có ý giấu giếm. Gã sảng khoái giơ tay lên, trong lòng bàn tay là viên châu với hai chữ số cửu linh, chính là số 90. Thế nào lại, lúc này, chợt có tiếng ai thán vọng lên từ giữa đám người. Cả đám quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một gã nam tử với sừng nhọn trên đầu, hai gò má phủ một lớp da xanh đang nắm một viên châu trong tay, vẻ mặt ngập tràn tuyệt vọng nhìn về phía Tư Không Kiến. Thấy vậy, cả đám người xung quanh không ai bảo ai mà đồng loạt thở vào một hơi nhẹ nhóm, trong lòng âm thầm thương cảm cho gia hỏa không may mắn nọ. A, à, quả là một kẻ xui xẻo, thường đạo hiếu, người mang số bao nhiêu A. À? Lúc này, triệu bá lao bỗng nhiên bước đến bên cạnh Hàn Lập, nhoẻn miệng cười hỏi. Hàn Lập không đáp, chỉ dơ viên châu lên cho họ triệu xem. Sau khi nhìn rõ số hiệu trên viên châu, sắc mặt triệu bá lao lập tức cứng đờ, từ từ dơ viên châu trong tay mình lên. Hàn Lập khẽ nhíu mày liếc nhìn một chút, thấy viên châu kia mang số hiệu lục, chính là con số đối ứng với số 91. Này, đúng là là duyên phận rồi, Triệu Bá Lao cười khổ, tuy họ Triệu đang tỏ vẻ đắng chát, tràn đầy tiếc nuối, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà run rẩy hai cái. Hiển nhiên tên này đang có chút khó nén được ý cười. Lúc trước truyền âm với Triệu Nguyên Lai, hai người bọn chúng đã nhận định thường thích là một kẻ vô dụng, chẳng có điểm gì suốt chúng. Hiện giờ, điểm đại tiện nghi này lại rơi trúng đầu họ Triệu. Tất nhiên là gia hỏa này khó nén được vui mừng a. À. Trận này, kính xin Bá Lao huynh hạ thủ lưu tình a. À. Ngược lại, kỹ năng diễn tuồng của Hàn Lập còn cao hơn họ Triệu kia. Hắn thở dài mang theo vẻ tiếc nuối và một chút bất an, cố ý nhỏ giọng cầu xin. Thường đạo hữu cũng thế a. À. Triệu Bá Lao nghe xong, niềm tin lại càng tăng vọt, nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí. Chư vị đã chọn xong số hiệu, bây giờ xin mời các đạo hữu mang 12 số hiệu nhỏ nhất cùng với 12 số hiệu lớn nhất bước lên 12 tòa diễn võ đài, bắt đầu tỉ thí. Những người còn lại chuẩn bị đợi trận, lúc này, thanh âm của trưởng lão chủ trì lại vang lên một lần nữa. Hàn Lập và Triệu Bá Lao vừa vặn nằm trong nhóm tu sĩ tham tuyển đầu tiên tiến hành giao chiến. Phân chia theo 12 địa chi, bọn hắn được an bài tại tòa diễn võ đài thứ 6, cũng chính là đài chữ tị. Mà tư không kiến lại đấu ở võ đài chữ ngọ liền ngay sau bọn hắn, cách nhau bất quá chỉ trăm trường. Nhất thời, đám người đứng dưới vây xem đồng loạt cất tiếng hoan hô, cổ vũ tinh thần 24 đấu sĩ tham chiến đầu tiên bước lên võ đài. Chu Hiển Dương và Triệu Nguyên Lai còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì hai người Hàn Lập không phải đụng độ tư không kiến, thì đã phải chứng hai người bọn hắn xuất hiện trên cùng một tòa diễn võ đài. Này, thật là trùng hợp, Triệu Nguyên Lai và Chu Hiển Dương gần như đồng thời thốt lên. Ngữ khí của bọn họ có vài phần ngoài ý muốn, cũng có một chút hả hê. Chu Tông Chủ, Tông Môn hai nhà chúng ta luôn kề vai sát cánh, bất luận chiến cuộc hôm nay thế nào cũng nhất định không được tổn thương hòa khí triệu nguyên lai quay đầu nhìn chu hiển dương ha ha cười nói triệu nguyên lai tất nhiên đang cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tầm tay việc triệu bá lao đánh bại thường thích chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên chu hiển dương tươi cười phụ họa đừng nói là hàn lập giả mạo sư đệ y xuất thủ cho dù thường thích chân chính tới đây đối chiến chu hiển dương cũng tuyệt đối tin tưởng sư đệ của mình trên bệ đá hình cung có mấy thân hình đang ngồi tại vị trí chính giữa bọn họ thật sự chẳng quá quan tâm tới việc tranh đấu trên diễn võ đài chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện không gian từ phía xung quanh bọn họ tất nhiên đã được ngăn cách tạo thành một mảnh tiểu thiên địa mặc dù kế đó còn có những người khác đang ngồi nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe được nội dung cuộc nói chuyện ngay cả sắc mặt mấy người đó những kẻ xung quanh cũng không dám tự tiện nhìn trộm phượng thiên tiên sứ nghe nói gần đây tứ phương chân tiên giới đều bị náo động không chỉ mình luân hồi điện dục dịch không yên ngay cả hồi giới cũng hùa theo hoạt nháo. Chuyện này là sao? Thuần quân chân nhân hỏi. Bắc Hàn tiên vực, Thanh Mãng tiên vực và Hắc Sơn tiên vực, rất nhiều chỗ đã xuất hiện tung tích hoạt động của sinh vật hồi giới. Có điều, cũng chỉ là bọn tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, không có tiền đồ. Phượng thiên tiên sứ nghe vậy, mỉm cười nói. Thuần quân chân nhân nghe xong thì nhíu mày. Nếu như thiên đình chỉ có thái độ qua loa dạng này, bản thân lão cũng cảm thấy rất có vấn đề. Lúc trước chẳng phải thiên đình đã có an bài tại hôi giới hay sao? Chẳng lẽ phía hôi giới đã phát sinh biến cố? Thuần quân chân nhân lại hỏi, bên trong hôi giới quả thực đã phát sinh biến hóa, hắc thằng vực vốn một mực trung lập đã bắt đầu liên thủ với luân hồi vực. Cửu u vực bởi vì chịu áp bức, ngược lại đã liên hệ với thiên đình chúng ta. Tóm lại, căn cứ theo tình hình trước mắt, có vẻ như bọn chúng đã thống nhất ý kiến, mới ổ ạt xâm lấn tiên giới. Phượng thiên tiên sứ nghe xong, gương mặt chợt tỏ vẻ do dự, rồi mới truyền âm đáp lời. Tuy rằng thuần quân chân nhân đã sớm nắm được một chút manh mối, nhưng được nghe từ chính miệng phượng thiên tiên sứ vẫn khiến lão cảm thấy kinh ngạc một chút. Từ rất nhiều năm trước, lão tổ đã từng phân tích tình thế của tiên vực trong tương lai. Lúc này ngẫm lại, quả thực đã từng bước ứng nghiệm. Thời điểm hai người đang ngồi trên bệ đá cao hàn huyên, quảng trường phía dưới chợt vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Nguyên lai like, trưởng lão chủ trì xác nhận trên 12 tòa địa chi diễn võ đài đã đầy đủ tu sĩ đối chiến, lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đắc tội, bá lao huynh, trên võ đài chứ tị, Hàn Lập híp mắt nhìn triệu bá lao, ôm quyền thi lễ. Thường đạo hữu cứ ra tay đi, triệu bá lao tươi cười, ôm quyền đáp lễ. Dứt lời, họ triệu vung bàn tay lên, thình lình kéo theo một tấm màn tuyết trắng nhanh chóng khuếch trương, bao phủ trọn vẹn võ đài. Phía trên quang mạc có tinh quang chớp động, bề mặt mơ hồ hiện ra lớp lớp hoa văn hình bông tuyết sáu cánh, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng ngoạn mục. Lực lượng pháp tắc hàn băng của Bá Lao huynh quả thực rất hùng hậu, tại hạ được mở mang kiến thức rồi. Hàn Lập tươi cười, buông một câu vỗ mông ngựa, nghe nói thường đạo hữu am hiểu huyền tu luyện thể, hôm nay vừa vặn xin lĩnh giáo một hai. Triệu Bá Lao ngoài miệng tuy rất khách khí, nhưng ra tay chẳng hề nghiêm túc. Chỉ thấy họ Triệu vung hai tay lên, tứ phía trên mặt đất liền xuất hiện một lớp hàn khí lam sắc nhè nhẹ. Trong hư không chợt vang lên từng trận thanh âm đóng băng ken két. Trong chớp mắt, một tầng băng tinh lam sắc cấp tốc lan tràn bao phủ toàn bộ võ đài hai chân hàn lập trùng điệp dẫm thật mạnh dưới chân có một quầng cương khí bạch sắc dần dần khuếch trương tầng băng tinh lam sắc đang lao tới vô cùng mãnh liệt lập tức bị một luồng kinh lực cường đại trùng kích trực tiếp vỡ tan thành bột mịn triệu bá lao thấy thế thì nhếch mép cười khẩy khẽ vung vẩy hai tay hàn khí trên mặt đất lập tức đại thịnh tầng tầng lớp lớp mũi nhọn hàn băng từ mặt đất xông thẳng lên tựa như vô số trường mâu đâm về phía thường thích hàn lập thấy vậy mấy trăm huyền khiếu trên thân liên tiếp phát sáng thân hình bay vọt lên trong nháy mắt đã lơ lửng giữa không trung triệu bá lao đương nhiên đuổi sát không buông sau lưng hàn lập liền hoa lên một chút thân hình họ triệu đã đuổi tới trong tay họ triệu đang nắm một cây trường thương lam sắc đâm về phía trước một cái nhắm thẳng vào hậu tâm hàn lập với tốc độ vốn có của hàn lập muốn tránh thoát một kích này đương nhiên vô cùng dễ dàng có điều hiện giờ hắn đang sử dụng thân phận của thường thích để tham chiến nếu chẳng may để lộ ra tốc độ kinh nhân, chỉ tổ rước lấy những ánh mắt hoài nghi mà thôi. Vì vậy, hắn chỉ hơi trầm bả vai xuống, thân hình cũng tùy theo mà hạ xuống đôi chút. Hai chân hắn đạp lên hai cọc băng nhọn, tùy ý để cho bả vai bị trường thương lam sắc kia đâm trúng. Triệu bá lao chứng kiến hàn lập thoát được một kích lợi hại này, nội tâm có chút tiếc nuối. Tiên linh lực lập tức tuôn ra ồ ạt, tập trung trên hai tay. Phù văn trên mũi nhọn trường thương lam sắc lập tức sáng ngời một luồng hàn khí cực kỳ lãnh lẽo tức thẩm thấu xuất ra lam quan tại mũi thương nhất thời tăng vọt thình lình phóng ra một đóa băng diễm lam sắc lập tức làm đóng băng một nửa bả vai và cả cánh tay của hàn lập thương đạo hữu xin lỗi triệu bá lao không nhịn được nữa ngoác miệng cười lớn trường thương trong tay họ triệu run rẩy một luồng kinh lực cường đại truyền đến lập tức đánh tan khối băng tinh vừa đông lại trên vai hàn lập hàn lập chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một trận lớp băng tinh lam sắc bao phủ trên đó hóa thành một đám bột mịn lam sắc, tiêu tán trong hư không. Làm sao có thể, khi nhìn rõ cánh tay Hàn Lập không hề biến mất theo băng tinh, trong nháy mắt, thần sắc triệu bá lao trở nên rất khó coi. Bá lao huynh, chắc huynh chưa am hiểu về huyền tu chúng ta rồi. Thể phách chính là trụ cột, với chút cực hàn chi lực vừa rồi, quả thực vẫn còn chưa đủ. Người đừng nên lưu thủ thì hơn, Hàn Lập vẫn ôn hòa cười nói, sứt lời. Huyền khiếu trên cánh tay Hàn Lập đồng loạt tỏa hào quang hắn tống ra một quyền về phía triệu bá lao, bắt trước đặc điểm công pháp của thường thích nên phóng thích lực lượng từ xương cốt. Nhất thời, cánh tay hàn lập được bạch quang trói lọi bao phủ, phảng phất như chìm trong một mảnh tinh quang. chương 1220, nắm bắt thời cơ. Triệu bá lao thấy thế giật mình, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại, trường thương trong tay rực sáng bạch quang, hư không trước người không ngừng nhiễu loạn. Trước người gã, thương ảnh hiện lên chẳng chịt, liên tục luân chuyển. Chỉ sau phút chốc, gió tuyết trong hư không nổi lên dữ dội, nhiệt độ chợt hạ xuống, những bông tuyết hội tụ thành một vòng xoáy băng xương, quét về phía Hàn Lập, tựa hồ muốn bao phủ hắn vào trong. Nhưng, Hàn Lập không dừng lại chút nào, thân hình hắn bay thẳng qua, bạch quang bao phủ cánh tay tỏa ra những tia sáng chói mắt, xông vào trong vòng xoáy băng sương, Keng một âm thanh kỳ lạ, vòng xoáy băng xương to lớn kia trực tiếp vỡ nát, bóng dáng Hàn Lập vọt qua. Trên nắm tay hắn, tinh thần chi lực không giảm bao nhiêu, đập một quyền xuống lồng ngực triệu bá lao. Âm thanh trầm đục của tiếng xương gãy như hàn lập dữ liệu không hề xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy mình dường như đập vào vải bông, nắm đấm xuyên thẳng qua lồng ngực triệu bá lao. Sau một khắc, nơi lồng ngực y xuất hiện bọt nước bắn tứ tung, phá mở ra một cái lỗ lớn, bên trong tràn ra rất nhiều chất lỏng. Hàn lập nhíu mày lại, định rút cánh tay về, nhưng chất lỏng trong cái lỗ kia lập tức bọc cánh tay hắn lại, tại đó truyền ra một lực kéo mạnh mẽ, làm cho hắn không thể nào rút ra được ngay sau đó triệu bá lao vốn đã bị vỡ lồng ngực kia cả người lại đột nhiên hóa lỏng biến thành một người nước trong suốt thân thể mềm dẻo không xương quấn quanh người hàn lập như một tầng keo gắt gao giam cầm hắn tại chỗ cùng lúc đó trên một mặt băng khác ánh sáng màu lam sáng lên một bóng người triệu bá lao khác lại hiện lên hàn lập thì thào nói thì ra thứ đối chiến với ta nãy giờ là vực linh đúng là có chút bất ngờ ha ha thường đạo hiếu thật có lỗi người đã bị loại Triệu bá lao nói một câu, hai tay đột nhiên vẫy một cái. Bốn phía linh vực xung quanh lập tức hiện ra mãnh liệt những đường hoa văn hình bông tuyết, từ đó bay ra vô số bông tuyết phi dao, hung hăng đánh tới hàn lập. Trên toàn bộ diễn võ đài, cuồng phong lập tức gào thét, hoàn toàn che lấp võ đài, khiến cho mọi người nhìn vào không thể thấy rõ. Trên bệ đá hình khuyên, Chu Hiển Dương nhìn kinh ngạc không thôi. Mặt khác, Triệu Nguyên Lai thì tỏ ra đắc ý. Về phần những người khác, sự chú ý ngoại trừ nhầm vào người nhà mình đang tham chiến, phần nhiều đều đang nhìn tư không kiến giao đấu. Mắt thấy đại sự đã thành, trong lòng triệu nguyên lai mừng rỡ, nói với chu Hiển Dương, chu Tông Chủ, thi đấu cùng đài, cũng nên phân định thắng thua, lần này thật sự đã đắc tội. Nhưng trong lòng chu Hiển Dương không ngừng nghi hoặc, tự lầm bẩm không đúng lắm. Người này chẳng lẽ chỉ có chút thực lực ấy, tiếng nói của y còn chưa kịp phát ra, trên toàn bộ đài chữ tị, ánh sáng trắng như tuyết đột nhiên sáng lên, hóa thành một vòng xoáy bạch quang, nổ vỡ ẩm vang tầng hàn băng linh vực bao phủ diễn võ đài kia cũng theo đó sụp đổ từng luồng gió tuyết gào thét tỏa ra điên cuồng thổi về bốn phương tám hướng mọi người chung quanh cảm thấy gió tuyết đập vào mặt nhiệt độ giữa thiên địa nhanh chóng giảm xuống rất nhiều người tu vi hơi yếu chút liền toàn thân run rẩy hàm răng không ngừng run cầm cập mọi người vội vàng vận công pháp bảo vệ thân thể chờ đến khi gió tuyết tán đi đám người không nhịn được nhìn vào đài chữ tị chỉ thấy triệu bá lao đã hôn mê trên mặt đất còn hiền sơn tông thường thích thì vẫn đứng ở bên cạnh gã chỉ là sắc mặt hắn lúc này hơi tái nhợt, bờ môi cũng tím xanh, hai ống tay áo rách tan, hình như cũng thắng thảm. Chu Hiển Dương thấy vậy, lúc này mới thở phào, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nguyên Lai. Y phát hiện sắc mặt người này tái xanh, cũng không còn bộ dáng tiểu nhân đắc chí phách lối như lúc trước nữa. Chu Hiển Dương khẽ chắp tay, cười nói, thi đấu cùng đài, khó tránh khỏi phải phân thắng thua, lần này là thường sư đệ may mắn, đắc tội, đắc tội. Khóe miệng Triệu Nguyên Lai co giật mấy lần, cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Khi mọi người còn đang kinh ngạc đài chữ tị bên này sao lại đột nhiên đột nhiên phân ra thắng bại, thì bên đài khác, đài chữ ngọ cũng đã phân ra thắng bại. Người đối chiến với tư không kiến kia bị đánh nát nửa cơ thể, bị đá thẳng khỏi diễn võ đài. Cách mấy trăm trượng nhưng tư không kiến đối mặt với Hàn Lập từ phía xa, ánh mắt đầy ý khiêu khích. Lúc này, Hàn Lập nhìn như toàn thân rách dưới, kỳ thực chỉ là diễn kịch mà thôi. Giờ phút này, hắn đón nhận ánh mắt tư không kiến, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, ngược lại là làm cho Tư Không Kiến hoàn toàn bất ngờ, lông mày y không nhịn được khẽ nhíu lại. Sau đó không bao lâu, các diễn võ đài còn lại cũng đều phân ra thắng bại, màn đối chiến mới lại bắt đầu được tiến hành. Hôm nay Hàn Lập đã kết thúc giao đấu, ngày mai mới bắt đầu vòng đấu thứ hai, vậy nên hắn không tiếp tục về bệ đá Hình Khuyên, mà quay trở về Hiển Sơn biệt viện. Sau khi trở về chỗ ở của mình, hắn lập tức mở ra Hoa Chi động thiên, đi vào kiểm tra một lượt. Đề hồn đang giúp Lam Nguyên tử dưỡng hồn, còn khúc lân hình như vẫn một mực bế quan. Gã cũng tuân thủ ước định với Hàn Lập, không rời tòa trúc lâu cạnh dược viên kia nửa bước. Một ngày sau, vòng giao đấu thứ hai một lần nữa tiến hành. Sau một hồi giúp thăm, Hàn Lập chọn chúng trưởng luật trưởng lão sở chung của vô thương môn. Đối với người này, tư liệu hiển Sơn Tông thu thập cũng không nhiều, bởi bản thân y là trưởng luật trưởng lão vô thương môn, hiếm khi có cơ hội hành tẩu bên ngoài để lộ tu vi, về cơ bản luôn ở trong vô thương môn tu luyện. Hàn Lập cũng chỉ biết người này tu luyện lực lượng pháp tác thổ thuộc tính, tu vi cao hơn một bậc so với triệu bá lao, là một vị tu sĩ đại la sơ kỳ. Sau khi trưởng lão chủ trì tuyên bố tình huống đối chiến, Hàn Lập đi trước, bước lên diễn võ đài chữ sử. Vị trưởng lão sở trung kia thì muộn hơn hắn một chút, vừa mới phi thân xuống vị trí đối diện. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, người này tóc trắng tuyết, sắc mặt ngăm đen, dáng người phổ thông, thậm chí hơi thấp so với người thường, thân mặc quần áo gọn gàng, hai tay áo kéo lên, cánh tay ngăm đen lộ ra, nhìn không khác gì tạp kỹ giang hồ. Tư thế đứng của y rất đặc biệt, lưng hơi khom, hai tay buông trước người, khiến người khác nhìn qua như thể thấy được một con vượn già trong núi, dáng vẻ rất già nua. Tuy nhiên, Hàn Lập lại chú ý tới cặp mắt của lão. Đôi mắt nhàn nhạt hiện lên ánh vàng kim lộng lẫy, bên ngoài tương tự cây khô, bên trong thần túc hoàn mỹ. Đối với người này, hắn lại có chút coi trọng, trên bệ đá hình khuyên, Chu Hiển Dương vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ. Vô cực sơn chủ triệu nguyên lai đã mất cơ hội cạnh tranh bồ đề lệch, vẫn ngồi bên cạnh y, thần sắc hai người vẫn như thường, dường như đều không để ý gì sự việc hôm qua. Triệu nguyên lai nhìn lão giả trên diễn võ đài hỏi, chu tông chủ, vị trưởng lão sở chung này ngươi có biết không? chu hiển dương đáp, vô thường môn trước nay không có qua lại với hiển sơn tông chúng ta, vị trưởng lão sở chung này lại càng ít khi rời núi hành tẩu, ta cũng chỉ nghe tên tuổi, không quen biết kết giao. Nghe ý triệu sơn chủ, người nhận ra người này sao? trước kia từng gặp nhau một lần nhưng cũng không có gì thoải mái ha ha lão cũng không phải thứ đèn đã cạn dầu theo ta thấy lần chọn tỷ thí này trong số tất cả mọi người ngoại trừ tư không kiến thì lão là khó đối phó nhất chu hiển dương nghe vậy trong lòng cười thầm thì ra hôm nay triệu nguyên lai dự định xem náo nhiệt của hiển sơn tông chu hiển dương không thay đổi thần sắc nói thường sư đệ kia vận khí thật là không may hôm qua may mắn mới thắng triệu bá lao đạo hữu của quý tông hôm nay lại gặp ra hỏa khó đối phó như vậy Xem ra hắn phải nghiêm túc hơn mấy phần. Lời của y ngụ ý rằng, hôm qua Hàn lập chiến đấu cũng không quá nghiêm túc, nhưng vẫn thuận lợi chiến thắng Triệu Bá Lao. Triệu Nguyên Lai nghe vậy lửa giận bùng lên, nhưng không thể biểu lộ, gương mặt nín nhịn hơi đỏ lên, nửa ngày mới nói được một câu, vậy thì yên lặng chờ xem biểu hiện xuất sắc của Thường đạo hữu đi. Trên thực tế, hôm qua sau khi trở về, y từng hỏi qua Triệu Bá Lao, vì sao lại thua Thường thích, y vốn cho rằng Thường thích ẩn giấu hậu thủ gì, có thể vận dụng thủ đoạn ám muội nào đó. Nhưng sau một hồi hỏi thăm, chính Triệu Bá Lao cũng không rõ tại sao lại thua, chỉ nói trên người thường thích đột nhiên bộc phát một lực lượng mạnh mẽ, vượt xa mức cực hạn mà gã có thể chịu đựng, lập tức bị hắn dùng một quyền đánh bất tỉnh. Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, người trên đài đã động tay. Sau khi Hàn Lập thi lễ với Sở Trung, hắn không hành động giống ngày hôm qua, hậu phát chế nhân, mà xuất thủ trước, hai tay chấn động, quanh thân rung động ầm ầm, trong nháy mắt thân hình đã xuất hiện sau lưng lão giả tóc trắng. Hắn đánh ra một quyền ánh sáng trắng trên nắm tay nổ mạnh, tiếng như sấm sét. Vừa rồi, Triệu Nguyên Lai còn đang suy nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt này, y đột nhiên giật mình. Tốc độ như vậy, uy thế như vậy, thế nhưng hôm qua lại không thể hiện chút nào. Sở Trung tựa hồ cũng bị một kích của Hàn Lập đột nhiên đánh tới làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời cứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà, ngay lúc một quyền của Hàn Lập sắp đập chúng sau lưng lão, một luồng sáng đen đột nhiên từ dưới đất chui lên, một thạch bích màu đen bóng dưng hiện ra, đồng thời ngăn cách hàn lập, va chạm với cánh tay hắn. Thời cơ này nắm bắt cực kỳ khéo léo, không chỉ dùng thạch bích cưỡng ép đối kháng hàn lập, mà còn dùng nó đánh tới vị trí dưới nách hắn, nhất cử lưỡng tiện. Một quyền thất bại, hàn lập bị vách đá đánh văng lên không chung. Khi thân hình còn chưa đứng vững, bóng dáng sở chung đã đuổi tới. Một quyền không chút màu mè đập thẳng xuống lưng hàn lập. Nắm tay lão được che bởi một vòng hào quang tối màu, trong nháy mắt đã hạ xuống lưng hàn lập. Nó đột nhiên nổ tung ra. Hàn Lập cảm thấy hư không phía sau đột nhiên ngưng tụ, một sức mạnh đè nén vô cùng trầm trọng hạ xuống, làm thân hình hắn rơi thẳng xuống, nặng nề ngã xuống diễn võ đài. Dù được pháp trận đặc thù gia cố, diễn võ đài vẫn rung mạnh ầm ầm, hai chân Hàn Lập liền giống như cương đao, xuyên thẳng vào mặt đất, trên bệ đá lập tức vỡ ra từng vết nứt, nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, thân hình như con vượn già của Sở Trung lại vươn cao, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đập thẳng về phía Hàn Lập hai chân lão hơi cong, cả thân người đều được bao phủ bởi tầng hào quang tối màu kỳ dị kia. Trong lòng Hàn Lập run lên, hắn chỉ cảm thấy hư không trên bầu trời giống như ngưng lại thành một khối, chúng mang theo một lực áp bách khó nói, hạ xuống, hư không bên ngoài quanh người hắn phảng phất đều bị động lại, muốn di động cũng trở nên vô cùng gian nan, căn bản không có cách nào tránh thoát một kích này. Hừ, Hàn Lập hét lên một tiếng thật lớn, hơn 900 huyền khiếu quanh thân đồng thời sáng lên. Hai tay hắn đột nhiên giơ lên, Dùng công pháp đại lực kim cương quyết vận chuyển tinh thần chi lực trong cơ thể, song trưởng thành thế nâng lên bầu trời, lập tức đẩy lên. Lòng bàn tay hắn sáng rực hào quang màu trắng, phảng phất như tạo ra một màn sáng tinh không, va chạm ầm ầm với sở trung đang hạ xuống. Hào quang hai màu trắng đen hội tụ tại một chỗ, bỗng nhiên vỡ ra. Đất trời bốn phía vì thế mà chấn động kịch liệt, sóng khí cuồn cuộn điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt quét qua bốn phương tám hướng. Đám đông xung quanh bị một kích đột nhiên bộc phát này làm hoảng sợ nhốn nháo nhìn sang thì thấy trên tòa đài chữ sử kia chỉ còn lại hào quang hai màu trắng đen, bóng dáng song phương giao chiến đều bị che khuất trong đó, khiến cho người khác không thể thấy rõ. chương 1221, chiến đấu kịch liệt. Trên bệ đá vòng cung, Triệu Nguyên lai trợn mắt há miệng, nửa ngày không thốt lên được tiếng nào. Còn Chu Hiển Dương lại có chút bất an, trộm liếc qua vị trí chính giữa khán đài một chút, có điểm lo sợ đám người thuần quân chân nhân đang ngồi ở bên đó phát hiện ra manh mối gì. Nguyên bản đám người thuần quân chân nhân đang cùng nhau hàn huyên cũng hoàn toàn bị một kích này của hai người hàn lập thu hút ánh mắt. Ha ha, đại kim nguyên tiên vực các người quả là ngọa hổ tàng long. Hai người này đều rất không tồi. Phượng thiên tiên sứ vốn không hay mở miệng, càng không hay tán thưởng ai cũng phải lên tiếng. Cung chủ kim nguyên tiên cung lục xuyên phong nghe vậy chỉ gật đầu cười mà không nói thêm gì. Ngược lại, thuần quân chân nhân bỗng nhiên mở miệng. Một bên là pháp tác trọng lực, một bên là khí lực của huyền tu chiến lược hoàn toàn không tầm thường, đáng giá, đáng giá. ngay cả người nãy giờ một mực lim dim ngủ gà ngủ gật là thiên tinh tôn giả hiện giờ cũng mở to hai mắt, chăm chú quan sát hai người hàn lập, âm thầm tính toán xem có nên hay không lôi kéo bọn họ khỏi tông môn mà đầu nhập nhật nguyệt minh. trên diễn võ đài lưỡng trùng hào quang hắc bạch không ngừng triệt tiêu lẫn nhau, uy thế dần dần lắng lại. thân ảnh hai người hàn lập một lần nữa hiện ra trong nháy mắt, sau đó đồng thời lóe lên một cái, rồi lập tức trở nên mơ hồ. Đám người ở dưới vây xem lúc này bất chấp tình hình chiến đấu của những nơi khác, ánh mắt ai nấy đều tập trung quan sát diễn biến trên võ đài này, nhao nhao truy tìm tung tích hai người Hàn Lập. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm vang lên ầm ầm, thân hình Hàn Lập đột nhiên bay vọt lên không rất cao rồi bổ nhào xuống, hướng về phía mặt đất tống ra một quyền. Một mảnh bạch quang minh mông ngưng tụ nơi đầu quyền Hàn Lập, sau đó hóa thành một quang trụ chói mắt, dáng thẳng xuống đầu Sở Trung bên dưới. Bả vai Sở Trung chợt vươn thẳng, xương sống của lão đột nhiên gồ lên từng cục như sống lưng của loài rồng phát ra thanh âm đùng đùng liên hồi ngay sau đó thân hình sở trung cũng lao vọt lên nhằm thẳng vào quang trụ bàng bạc đang cấp tốc hạ xuống không dừng ở đó trên trán sở trung chợt xuất hiện một đám phù văn cổ quái phát ra ô quang lấp lóe tựa như ánh kim lão quả thật không thèm tránh né lấy đầu làm chùy trực tiếp xông lên đón đỡ bạch quang ầm 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 một hồi thanh âm va chạm vô cùng vang dội thân hình sở trung lao thẳng lên thân thể lão đồng dạng cũng có mấy trăm quang điểm đang tỏa sáng. Lại là một gã huyền tu, hàn lập nhướng mày, mượn trọng lực vạn cân mà đáp xuống. Quang trụ bàng bạc ngăn giữa hai người càng ngày càng bị đè ép co ngắn lại. Đồng thời khoảng cách của bọn họ cũng nhanh chóng thu hẹp, rồi cuối cùng hung hăng va chạm với nhau. ầm, ừ, lại một tiếng nổ vang, thiên địa nguyên khí bị kích động kịch liệt một hồi, thân hình hai người nhanh chóng tách ra, khiến cho không gian võ đài cuộn lên vô số bụi mù. Không chờ bụi mù tan biến, tứ phía đã xuất hiện một vầng hắc quang đang không ngừng khuếch trương mở rộng, nuốt trọn không gian của diễn võ đài. Thình lình có một tòa sơn phong xám xịt như trong tranh thủy mặc mơ hồ xuất hiện giữa hư không. O, O, N, G, nương theo âm thanh âm nặng nề đó là từng đạo từng đạo hắc quang đen như mực đang không ngừng hạ xuống diễn võ đài. Trong thoáng chốc, hư không nơi đây trở nên trầm trọng muôn phần. Bụi bặm lúc trước vẫn chưa kịp lắng, trong nháy mắt lại bị trọng lực ép xuống. Hàn Lập hiện đang đứng giữa bệ đá, thân hình đột nhiên trùng xuống, nhịn không được cũng lảo đảo một chút. Bệ đá nơi hắn đặt chân lập tức vỡ vụn, hóa thành một đống loạn thạch phế tích. Vị trưởng lão sở trung này chẳng những là huyền tu, lại có thể tu luyện được linh vực tạo vật cảnh cường đại bực này. Ta e lần này dù thường đạo hữu có nghiêm túc cũng vô dụng thôi. Triệu Nguyên Lai vẫn một mực quan sát diễn biến trên võ đài, lúc này lại có chút hả hê cười nói. Triệu Sơn Chủ, mọi việc không nên kết luận quá sớm. Chúng ta cứ trông mắt lên xem đi chu hiển dương nhàn nhạt đáp y quả thật không rõ ràng tu vị thật sự của hàn lập chỉ biết là hắn tuyệt đối không kém có điều vừa chế ngự không bại lộ thân phật vừa không thể sử dụng công pháp của bản thân lần này hàn lập đối mặt với sở chung quả thực có chút miễn cưỡng tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt từ mọi ngóc ngách quảng trường những võ đài có tranh đấu còn lại cũng đang trong giai đoạn gay cấn nhất bầu không khí hiện giờ phi thường náo nhiệt đa phần sự chú ý của những người ngồi trên bệ đá vòng cung đều tập trung lên võ đài chữ sửu Nơi hai người Hàn Lập đang kịch chiến, chỉ thấy dưới trọng áp kinh người, Hàn Lập đang thử rơi nhấc một chân lên. Hắn phát hiện trọng lực xung quanh ít nhất đã tăng lên gấp trăm lần. Dù chỉ là một động tác nho nhỏ, lúc này muốn thực hiện nó cũng khó khăn muôn phần. Thường đạo hữu, nếu như ngươi vẫn không phóng thích linh vực đối kháng với ta, vậy ngươi tuyệt đối không có phần thắng. Sở Chung đang lơ lửng giữa không trung, hai tay rũ xuống thả lỏng, bình thản nói. Sở đạo hữu, không phải thường mỗ khinh thường ngươi quả thật ta chỉ tinh tu luyện thể chi thuật, còn tu luyện linh vực, ta một chữ cũng không biết. Hàn lập nghe xong, bình thản ngẩng đầu nhìn lên không, từ tốn nói. Nếu đã vậy, thường đạo hữu nên sớm nhận thua đi thì hơn. Sở Trung vừa kết ấn vừa nói, vừa dứt lời, pháp ấn đã kết thành. Sở Trung nâng một trưởng vỗ xuống phía dưới, tòa sơn phong thủy mặc lơ lửng giữa trời lập tức ầm ầm hạ xuống, thoáng cái đã hạ thấp hơn 10 trường. Hàn lập buồn bực hư lạnh một tiếng, liền cảm thấy áp lực tứ phía đột nhiên lại tăng thêm gấp 10 lần. Với khí lực của hắn vậy mà cũng mơ hồ cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Rắc, rắc rắc rắc, dưới áp lực khủng bố, các khớp xương nơi bàn tay, ngón tay Hàn Lập không ngừng phát ra tiếng vặn vẹo, ma sát. Hắn bỗng nghiến răng, rồi đột một quát lớn, tiếp đó, chỉ thấy Hàn Lập nắm chặt song quyền, hơn 900 huyền khiếu trên thân đại phóng hào quang, chân cực chi mô cũng theo đó mà phát sáng vô cùng rực rỡ từ chân cực chi mô bắt đầu có trận trận lực lượng tinh thần thẩm thấu ra ngoài. Quanh người hàn lập, trong phạm vi khoảng vài tấc, dường như hình thành một không gian linh vực nho nhỏ, lập tức xua tan đám hắc quang cuồn cuộn đang từ khắp mọi nơi đổ về. Sau đó, đám huyền khiếu trên hai đùi hàn lập phát quang rực rỡ, phóng xuất lượng tinh thần vô cùng cường đại. Hai chân hắn được bao bọc bởi một vầng tinh quang sán lạn, đang không ngừng phun trào như nước thanh tuyền. Hàn lập thuận thế đẩy lùi áp lực, thân hình hắn đột một nhất phi trùng thiên, như lưu tinh lao về phía sở trung. Tuy lực lượng tinh thần của hắn cường đại, nhưng hiện giờ đang nằm trong phạm vi pháp tác trọng lực của sở trung, tốc độ dù sao cũng bị hạn chế rất nhiều. Trong mắt địch thủ, mọi hành động của hắn có chút chậm chạp buồn cười. Vẫn chưa từ bỏ ý định, sở trung cười nhạt, rồi cũng tung người lao xuống. Hai cánh tay của lão dài lòng thòng như của viên hầu đột nhiên run rẩy phát ra thanh âm rung động ầm ầm Chỉ thấy hai cánh tay nó kết ấn rất nhanh, song quyền đồng thời hướng phía dưới mà đập xuống và sơn phong thủy mặc ở sau lưng Sở Trung cũng bị chấn động cực mạnh. Vô số những khối hắc thạch cực lớn từ thân núi văng ra, hóa thành một trận mưa đá khủng bố, tựa như một cơn mưa sao băng hắc ám đang gầm thét giáng xuống. Ầm, um, ầm, um, hư không run rẩy liên hồi, vô số hắc thạch ào ào rơi xuống, dường như nuốt chửng thân hình Hàn Lập phía dưới. Chỉ nghe trận trận tiếng nổ bạo tạc vang dội không ngừng, tuy Hàn Lập đang phải hứng chịu cơn mưa hắc thạch trọng kích, nhưng thân hình không chút nào núng. Ngược lại, từng quyền từng quyền hắn tung ra lần lượt đập tan những khối hắc thạch kia thành bột mịn cả người hàn lập tựa như một mũi tên bằng bạc đang ngược dòng bay lên ầm um, một tiếng nổ vang lại một khối cự thạch bị đập nát thân hình hàn lập lao xuyên qua lớp đá vụn trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh kẻ kia tống ra một quyền huyền khiếu trên cánh tay người nọ vậy mà lại nở rộ hắc mang mãnh liệt nện xuống lồng ngực hàn lập với uy thế vô cùng to lớn một quyền này khiến cho hư không phụ cận vỡ toác nứt ra vô số khe hở Hàn Lập trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay bắt chéo chắn ngang ở trước ngực, đón đỡ một cách sơ sài. Ngay khi một quyền của Sở Trung va chạm khó khăn với cánh tay Hàn Lập, trong nháy mắt, hắn đã kịp thúc dục lực lượng huyết mạch Huyền Vũ trong thể nội. Trên hai cánh tay lập tức xuất hiện những đường vân hắc sắc tựa như hoa văn trên mai rùa. Một tiếng nổ tựa như sấm sét vang lên, thân thể Hàn Lập tựa như một khối thiên thạch bị đánh văng từ trên không trung xuống, xuyên qua lớp lớp hắc thạch, lún sâu vào mặt đất diễn võ đài này đã triệt để biến thành một mảnh phế tích ầm ầm sụp đổ, hình thành một hác động khổng lồ sâu hơn trăm trượng. tứ phía còn có rất nhiều khe nứt khiến ai nhìn thấy cũng phải dùng mình đang lan tràn khắp mọi phương hướng xung quanh võ đài. đám tu sĩ cửu nguyên quan thấy tình hình bất ổn, sớm đã có mấy người phi thân lên, hợp sức ngăn chặn luồng xung lực kia tiếp tục khuếch tán, đề phòng hư hại lan sang những khu võ đài xung quanh. hay chợt có người nào ở trong đám đông hét lớn, ngay sau đó những thanh âm hò reo tán thưởng nối tiếp nhau vang lên rầm rầm. Mọi người vì được chứng kiến một màn chiến đấu kịch liệt nên ai nấy đều cảm thấy sục sôi hưng phấn. Trên bệ đá vòng cung, thần tình Chu Hiển Dương lúc này vô cùng khẩn trương, không ngừng nhấp nhổm nhìn về phía hắc động dưới khán đài. Chu Tông Chủ còn chê ta nói sớm nữa không? Triệu Nguyên Lai ngồi bên cạnh cười lên ha hả, vô cùng đắc ý. Ở khu vực chính giữa bệ đá, cung chủ Kim Nguyên Tiên Cung Lục Xuyên Phong hiện giờ đang trao mày, giọng điệu tỏ vẻ nghi ngờ không biết vừa rồi chư vị có chú ý hay không, dường như trong cơ thể tiên trưởng lão huyền Sơn Tông kia còn có huyết mạch huyền vũ chân linh. Dường như không được tinh thuần cho lắm, nếu không đã chẳng đến nỗi không chống được một kích vừa rồi. Thiên tinh tôn giả tỏ vẻ tiếc nuối, không sai, thuần quân chân nhân gật gù đồng ý, ánh mắt phượng thiên tiên sứ đang còn chút băn khoăn, nhưng cũng đã hướng sang một võ đài khác rồi. Đối với gã, trận chiến vừa rồi đã phân định rõ thắng bại, không cần phí sức quan sát thêm nữa ngay khi ánh mắt Phượng Thiên Tiên sứ vừa rời đi, tòa trời Sơn Phong Thủy mặc lửng lơ giữa trời kia bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc nện xuống phía dưới, trực tiếp lấp kín hắc động cự đại, rồi dần dần lún sâu xuống. ầm um, một hồi thanh âm va chạm vô cùng hùng hồn, toàn bộ khu quảng trường thi đấu ầm ầm rung chuyển. Trên võ đài chữ sửu, hết thảy đều đã kết thúc. thân hình trưởng lão sở trung đứng lặng trên đỉnh tòa Sơn Phong Thủy mặc, hai cánh tay dài thòng đã co lại, khoanh trước ngực như cũ, thoạt hình tựa như lão viên lưng còng. Đám người đứng xem phía dưới thấy vậy liền biết thắng bại đã phân, lập tức nhao nhao đứng dậy hò reo, tán thưởng sở chung. Trưởng lão cử nguyên quan chịu trách nhiệm chủ trì chờ đợi trong giây lát, xác thực trên võ đài không còn động tĩnh gì nữa liền phi thân lên, muốn tuyên bố trưởng lão vô thương môn sở chung giành chiến thắng. Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy này tòa sơn phong thủy mặc vốn khảm sâu vào lòng đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, một mảnh bạch quang ngút trời xuyên thấu qua những khe nước trên tòa sơn phong và xung quanh hắc động, hào quang trói lọi dường như che lấp cả thương khung. Ngay sau đó, khu vực quảng trường run lên bần bật, tòa sơn phong thủy mặc dường như trầm trọng vô cùng bắt đầu chậm rãi dâng lên, từ từ bay ra khỏi phạm vi hang động. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn về phía võ đài chữ sử. Bọn họ lập tức được chứng kiến Hàn Lập đang hai tay chống trời, từng bước từng bước nâng lên tòa sơn phong trầm trọng. Số lượng huyền khiếu trên thân hắn hiện giờ đã đột phá đến hơn một ngàn. Không thể nào, triệu nguyên lai mồm miệng há hốc, vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Chu Hiển Dương cũng đang cưỡng chế kinh hãi trong lòng, tỏ vẻ chấn định, dường như đã sớm dự liệu được việc này. Nhất thời, cả khu quảng trường bừng lên thanh âm hò reo như núi hô biển gầm vậy. Sở Trung đang đứng trên đỉnh tòa sơn phong, sắc mặt đại biến. Lão lập tức chuyển thế ngồi xổm, song trưởng đồng thời áp xuống tòa sơn phong thủy mặc, điên cuồng rót tiên linh lực và pháp tắc chi lực trong thể nội vào đó. Tòa sơn phong ban đầu đã nặng tựa thiên quân vạn mã, Hiện giờ được tiếp sức nên ô quang càng đậm hơn nữa. Trọng lực đột nhiên tăng vọt, một lần nữa bị đánh rất xuống dưới. Nhưng Hàn Lập, kẻ vốn đang bị áp chế bên dưới ngọn núi khổng lồ, dường như đã đoán trước được việc này. Hắn đã sớm vận chuyển áp xúc lực lượng đại lực kim cương quyết, rồi xuất một quyền về bên trái. Một quyền vô cùng cường đại này ẩn chứa sự dung hợp của lực lượng tinh thần và lực lượng huyết mạch, trong nháy mắt đã phá nát hư không trên đường nó đi qua mở ra một thông đạo chân không mà lực lượng pháp tắc của sở trung cũng không thể ngăn cản. Thân hình cấp tốc xuyên qua thông đạo, bay vọt lên không. Hắn xoay người một cái, tống ngang một quyền dáng lên thân mình sở trung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn đã xuất hiện lơ lửng phía trên đỉnh núi, xong chỉ nhập lại, mãnh liệt đâm xuống đầu sở trung. chương 1222, ngày thứ ba. Trong lòng sở trung cả kinh, lại thấy toàn thân hàn lập bao phủ ánh sáng trắng giống như bùng cháy lên vậy, tản mát ra một loại khí thế rất cường đại, gần như làm cho gã không dám giấy lên suy nghĩ đối kháng. Trong lúc hoảng hốt, thậm chí gã cảm thấy kẻ trước mắt đánh tới, không phải là một tu sĩ nhân tộc, mà chính là một con hung thú viễn cổ có chiến lược nghịch thiên. Sở Trung hít sâu một hơi, định thần một chút, sau đó hai tay bấm pháp quyết, mười ngón uốn lượn kéo hai bên hư không trái phải một cái. Bốn phía đài chữ sử lập tức vang lên từng tiếng bén nhọn, hắc quang trong hai mảnh hư không trái phải ngưng tụ, hiện ra từng nếp uốn gợn sóng, khiến cho vùng không gian kia theo đó sụp đổ xuống trung tâm phía dưới dưới ảnh hưởng của trọng lực pháp tắc không gian trên đài diễn võ đã hoàn toàn méo mó thời khắc thân hình hàn lập rơi xuống cảm thấy hư không trước người thình lình xuất hiện một đạo bình chướng vô cùng lớn ngoài thân lại bị đè ép thêm một cỗ lực lượng cường đại đến cực điểm hai mắt hắn ngưng tụ thiên sát chấn ngục công trong cơ thể âm thầm vận chuyển ánh sáng huyền khiếu bên ngoài thân bỗng tăng vọt hào quang tinh thần bao phủ xung quanh thân bỗng nhiên co rút lại Ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén giống như thật, bất chợt xuyên xuống hư không phía dưới một cái. Két một tiếng giòn vang, hư không ngưng tụ thành hắc quang, lập tức nứt ra một cái khe, thân ảnh Hàn Lập chui phát vào. Ầm ầm một tiếng sét nổ vang, giữa thiên địa trở lại yên tĩnh như cũ, ánh sáng không gian linh vực Sở Trung tản ra, thủy mặc sơn phong tiêu tán đi giống như một làn khói vậy. Đám người xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong một vùng phế tích, Sở Trung vẫn còn duy trì trạng thái ngửa đầu nhìn lên trời tư thế hai tay lôi kéo, đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ, còn Hàn Lập thì tư thế dựng ngược lao xuống lơ lửng ở ngay phía trên đỉnh đầu gã. Xong thủ Hàn Lập chỉ đúng ngay mi tâm sở chung, ngừng lại bất động. Ta thua, sở chung thở dài một hơi, nhận thua. Sở đạo hiểu, đa tạ, gã vừa mới nói xong, Hàn Lập xoay người rơi xuống. Rồi quay qua ôm quyền, nói ra Đám người vây xem trên quảng trường vẫn chưa thỏa mãn Gieo hò khen hay một phen Sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn qua diễn võ đài khác Thế nào, triệu sơn chủ, thường sư đệ này của ta thật đúng là luôn ngoài dự đoán mọi người chứ. Chu Hiển Dương nhìn thoáng qua khuôn mặt buồn bực của triệu nguyên lai bên cạnh, vừa cười vừa nói. Thắng một vòng nữa, quý tông có thể đạt được một tấm bổ đề lệch, đây chính là vinh hạnh đặc biệt trước đó chưa từng có, vẫn là nhìn xem thường đạo hữu còn có thể gắng gượng được nữa hay không. Triệu nguyên lai có chút ghen tị nói, thời khắc hai người nói chuyện, trưởng lão chủ trì đã tiến đến kiểm tra một phen, lập tức tuyên bố bên thắng là Hiển Sơn Tông thường thích, Hàn Lập và Sở Trung ôm quyền chào nhau, sau đó rời khỏi phạm vi diễn võ đài. Lần này, Hàn Lập không lập tức trở về Hiển Sơn biệt viện, mà đi tới bệ đá vòng cung bên cạnh, quan sát các diễn võ đài còn lại đánh nhau. Đánh với Sở Trung một trận, giúp hắn hiểu được lúc này, nếu chỉ sử dụng thân phận huyền tu chiến đấu, chỉ còn cách phải biết rõ đặc điểm pháp tắc cùng thủ đoạn đối thủ thì mới có thêm phần nắm chắc chiến thắng. Trước mắt vòng này qua đi, có thể thắng được thì đều là hạng người có thực lực mạnh mẽ nhất định phải càng thêm cẩn thận đối phó mới được. Sau một phen tra xét, Hàn Lập phát hiện đài chữ hợi bên kia đã không còn ai nữa, chỉ để lại một chỗ bừa bộn, đúng là trận đấu đã kết thúc trước bọn hắn một bước, mà ở đó giao chiến lúc trước chính là phong chủ cô Dương Phong Tư không kiến. Cùng lúc đó, tất cả đài diễn võ còn lại chiến đấu cũng đều chuẩn bị kết thúc, khắp nơi đều là hồng quang bay tán, oanh minh không ngừng, đánh nhau dị thường kịch liệt. Ở trong những người này, người làm cho Hàn Lập có phần ấn tượng sâu sắc không nhiều lắm, trong đó thanh hối lâm lạc nguyên sơn, tùng thiên môn văn trường thiên và thiên u hồ tử lạc tiên tử đều làm hắn có chút để ý. Trong đó văn trường thiên có tu vi cao nhất, hiển nhiên đã đến bình cảnh đại la trung kỳ, chỉ cần chém qua một thi là có thể vượt qua bình cảnh nhảy lên trở thành tu sĩ đại la trung kỳ. Lực lượng pháp tắc của tử lạc tiên tử đặc thù nhất, chính là tử tinh pháp tắc có chút hiếm thấy, thoát thai từ bản nguyên thổ thuộc tính pháp tắc, lại kiêm thêm công hiệu mê huyễn tinh quang. Mà trong ba người, lạc nguyên sơn là một tên tu sĩ nhân tộc trên mặt có cái bất màu xanh chỗ mà gã làm cho hàn lập chú ý tới không phải là tu vi cũng như pháp tắc mà là lúc giao chiến cực kỳ tàn nhẫn nghe nói tu sĩ đối chiến với gã lúc trước cũng không có thù hận gì với gã đã bị gã đánh cho cơ hồ đoạn tuyệt con đường tu hành nếu không có trưởng lão chủ trì xuất thủ rất có thể sẽ bị gã hành hung cho tới chết khi đó mới dừng tay lại chờ đến trận giao chiến cuối cùng kết thúc lúc này đã chạng vạng tối hàn lập mới rời khỏi nơi đây quay trở về biệt viện Hiển Sơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ ba, Hàn Lập theo mọi người Hiển Sơn Tông đi tới đấu trường diễn võ đài. Hôm nay là ngày giao đấu cuối cùng, người quan sát xung quanh đấu trường lúc này so với hai ngày trước nhiều hơn rất nhiều, mà bệ đá hình cung trên chỗ cao ngoại trừ 5 người thuần quân chân nhân, lại có thêm một người, chính là Xích Mộc. Hàn Lập nhìn thấy nàng ấy, trong lòng không khỏi hơi động. Trước đó không lâu hắn vừa mới đại chiến một trận với nàng, thực lực của nàng cường đại, tâm tư càng thêm tinh tế, hôm nay phải giao thủ với người khác trước mặt nàng, phải sốc lại hoàn toàn tinh thần, không thể cho nàng ấy nhìn ra vấn đề gì. Hàn Lập vừa nghĩ đến đây, nhắm mắt lại, từ từ điều tức dưỡng thần. Không bao lâu, thanh âm trưởng lão chủ trì vang lên, xin mời tu sĩ các tông tiến lên, tiến hành rút thăm vòng thứ ba. Hàn Lập nghe tiếng mở to mắt, đứng lên, thường sư đệ, trận cuối cùng này, hết thảy phải làm phiền ngươi rồi. Chu Hiển Dương cũng đứng thẳng lên, trịnh trọng nói với Hàn Lập chỉ cần thắng thêm trận này là có thể đạt được một cái bổ đề lệnh sư huynh yên tâm hàn lập mỉm cười tựa hồ tuyệt đối tự tin với chính bản thân mình chu hiển dương nhìn thấy thần sắc hàn lập tâm cũng bình tĩnh lại hàn lập đứng lên hai mắt nhìn xung quanh nhưng không để lại dấu vết giao đấu đã tiến hành qua hai vòng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả không biết bọn người vũ dương giao tam bây giờ đang làm gì lại thêm tiếp theo luân hồi điện sẽ có hành động gì hàn lập truyền âm để đề hồn tiểu bạch âm thầm cảnh giới ngàn vạn không thể phớt lờ, sau đó cùng 23 người khác lần nữa lên đài. Tốt, xin mời các vị bắt đầu chọn số. Trưởng lão chủ trì trưởng lão hơi gật đầu với bọn người Hàn Lập, tiện tay ném lên. 24 viên châu lóe ra vệt sáng chói mắt bay lên không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn người Hàn Lập. Đám người nhao nhao đưa tay nhiếp một cái, mỗi người bắt lấy một viên châu. Hàn Lập cũng bắt lấy một viên châu, trên đó viết chữ số 8. Một tiếng cười khẽ truyền tới từ bên cạnh lại là tư không kiến kia, trong hạt châu tay gã viết hai chữ, 17, đang mỉm cười nhìn lại. Hàn lập nhíu mày, nhưng lập tức lại giãn ra, hỏng bét, không ngờ là tư không kiến, cảm giác trong lòng Chu Hiển Dương phía dưới đài trở nên nặng nề. Y mặc dù biết tu vi Hàn lập thật sự cũng đạt tới cảnh giới đại la, nhưng hắn lại phải bắt trước phương thức chiến đấu của thường thích, che giấu thân phận thật sự, thực lực chỉ sợ không cách nào phát huy toàn bộ. Mà tư không kiến chính là lão đầu thâm niên tu sĩ đại la, thành danh đã lâu, hai trận giao đấu trước đều thắng lợi nhẹ nhàng thực lực so với quá khứ tựa hồ càng thêm tinh tiến hàn lập dưới tình huống có nhiều cố kỵ như vậy đối đầu với gã có thể thắng sao những người khác của hiển sơn tông cũng không biết thực lực chân thật hàn lập mắt thấy cảnh này sắc mặt càng thêm khó coi ha ha xem ra vận khí thường đạo hữu đã hết vậy nên ở vòng cuối này lại gặp phải tư không kiến bất quá với thực lực cường đại của thường đạo hữu kẻ hèn tư không kiến kia hẳn là không thành vấn đề a Bên cạnh Triệu Nguyên Lai chế nhạo cười nói, Chu Hiển Dương hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Giờ phút này chỉ còn lại 24 người, lôi đài bố trí đầy đủ, 12 cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành. Hàn Lập và Tư Không Kiến tỉ thí, cử hành ở trên lôi đài chữ mùi. Ha ha, Tư Không Kiến này thân là phong chủ Cô Dương Phong, vậy mà tự mình tham gia giao đấu, ra mặt thật dày, cũng coi là lợi hại. Trên đài cao, Thiên Tinh Tôn giả cười hắc hắc một tiếng nói ra, lần này giao đấu cũng không có quy định không cho phép trưởng môn các phái tham gia, chúng ta là người tu luyện, làm việc nên lấy kết quả thiết thực mà làm, chỉ có một ít hạng người có cái nhìn thiển cận, mới vì một chút mặt mũi, từ bỏ tranh đoạt lợi ích trước mắt. Hoa Quyên hừ lạnh nói, các tông môn như Hiển Sơn Tông, Cô Dương Phong, mặc dù bề ngoài duy trì độc lập, nhưng vụng trộm sau lưng, không ít thì nhiều sớm đã có chút liên quan với các cự phái Nhật Nguyệt Minh, Bách Tạo Sơn. Bây giờ Đại Kim Nguyên Tiên vực cũng bắt đầu lộn xộn dần lên, nếu không có chỗ dựa rất khó sống được hiển sơn tông và nhật nguyệt minh có quan hệ không tồi nhật nguyệt minh đang ủ mưu đồ thu phục hiển sơn tông mà cô dương phong thì rất gần gũi với bách tạo sơn thiên tinh tôn giả và hóc huyên tự nhiên không hài lòng nhị vị nên an tâm chớ vội dựa trên quy tắc xác thực không có quy định về trưởng môn các phái tham gia giao đấu bất quá ta thấy thực lực hiển sơn tông thường thích bất phàm chưa hẳn là sẽ bại bởi tư không kiến thuần quân đạo nhân dàn xếp a à, theo ý thuần quân quan chủ trận chiến thường thích và tư không kiến này, ai thắng ai thua. Cung chủ Kim Nguyên Tiên cung Lục Xuyên Phong bên cạnh cũng nhìn lại, mỉm cười hỏi. Thuần quân đạo nhân nhìn Lục Xuyên Phong một chút, thầm mắng đối phương miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, chàng tỷ đấu này nhìn như là trận chiến của thường thích và tư không kiến, nhưng kỳ thực liên lụy đến tranh đấu giữa hai đại cự đầu Nhật Nguyệt Minh và Bách Tạo Sơn, xử lý không tốt thì sẽ đắc tội một trong hai, thậm chí đắc tội với cả hai. Thực lực hai người này đều rất cường đại, khó phân cao thấp, huống chi đại thần thông, ngọc hư thần mục của lục cung chủ ngươi có thể nhìn rõ dấu hiệu, điềm báo. Nếu bàn về nhãn lực, chư vị ở đây cũng chỉ có phượng thiên tiên sứ, xích mộng đạo hữu mới có thể so sánh với ngươi, vấn đề này hẳn là lão đạo ta hỏi ngươi mới phải. Thuần quân đạo nhân cười ha ha nói, phượng thiên tiên sứ nghe thấy lời lấy lòng như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia đắc ý. Chỉ là, ngọc hư mục, không đáng nói, tam tài vọng khí thuật của thuần quân quan chủ tinh diệu không gì sánh được, không thua kém, ngọc hư mục, của ta chút nào, chúng ta đều muốn lắng nghe cao kiến của ngài, thuần quân quan chủ từ chối làm gì. Lục Xuyên Phong cười ha ha nói, không phải là lão đạo chối từ, trước mặt lục cung chủ cùng Phượng Thiên Tiên Sứ đây, thực sự không dám múa dìu qua mắt thợ. Phượng Thiên Tiên Sứ và Xích Mộng Đạo Hiếu, hai người các người nghĩ như thế nào? Thuần quân đạo nhân lắc đầu cười nói, sau đó hỏi Phượng Thiên Tiên Sứ. Thực lực hai người này bất phàm, chiến lực những người khác đều không tầm thường, So với số ít tu sĩ được Thiên Đình bồi dưỡng, cũng không kém bao nhiêu. Phượng Thiên Tiên sứ quét qua 24 người trên lôi đài, tránh nặng tìm nhẹ nói ra. "Phượng Thiên Tiên sứ quá khen, Thiên Đình đứng đầu vạn vực, những người này của Kim Nguyên Tiên vực chúng ta làm sao có thể đánh đồng với tinh binh mãnh tướng dưới trướng Thiên Đình." Thuần Quân đạo nhân cười nói, "Tu sĩ dưới trướng Thiên Đình đương nhiên bất phàm, bất quá Kim Nguyên Tiên vực tài nguyên phong phú, cũng không kém Thiên Đình bao nhiêu, có thể nuôi dưỡng được những tinh anh trên đài này cũng là chuyện hiển nhiên." chỉ là những chiến lược này phải chân thành dốc sức vì thiên đình mới tốt ra. Xích mộng tự nhiên nói ra, những người khác nghe lời này, thần sắc đều hơi đổi, trên đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phượng thiên tiên sứ cũng nhíu mày một cái, nhìn về phía đám người thuần quân đạo nhân, ánh mắt nhiều hơn một tia khác thường. Xích mộng đạo hữu nói gì thì nói, chúng ta mặc dù không thuộc dưới quyền thiên đình, nhưng luôn luôn nghe theo thiên đình và phượng thiên tiên sứ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu có bất cứ phân phó nào, chúng ta tất nhiên muôn lần chết không từ. Thuần Quân đạo nhân vội vàng nghiêm mặt nói, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, lời nói nhất định cần tuân hiệu lệnh Thiên Đình. Ha ha, tiểu nữ nhất thời nói đùa, các vị đạo hữu không cần coi như thật." Xích Mộng che miệng cười khanh khách nói. Những người khác thấy cảnh này, cũng nở nụ cười, bầu không khí trên đài mới khôi phục lại. Chương 1223, Tiên hạ thủ vi cường. Thời điểm mọi người trên đài cao đang mải hàn huyên, thì tất cả đấu sĩ dưới võ đài đều đã ổn định vị trí. Theo hiệu lệnh của trưởng lão chủ trì, trên lôi đài lập tức bộc phát đủ loại linh quang, kèm theo thanh âm va chạm thấu trời. Trên lôi đài chữ vị, Hàn Lập và Tư Không Kiến đang bình thản đứng đối diện với nhau, không lập tức động thủ. Thường đạo hữu, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi quả thực tiến triển không nhỏ. Thật sự rất đáng mừng, chẳng qua, hai lần tỉ tỉ trước, Thường đạo hữu vẫn chưa bộc lộ thực lực chân chính phải không? Tư Không Kiến mỉm cười, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Tư Không trưởng môn quá khen. Luận thực lực, hai trận trước, các hạ cũng không hề hiển lộ toàn bộ. Lẽ nào trận này muốn đột nhiên bộc phát, đánh cho thường mỗ không kịp trở tay? Nếu đúng thế thì quả thực đáng tiếc, đã khiến các hạ thất vọng rồi. Hàn lập cười nhạt, tư không kiến nghe xong, hơi hít mắt lại, mục quang chợt lóe lên dị mang. Khẩu khí của thường đạo hữu không nhỏ, chẳng biết thực lực của ngươi có được như khẩu khí hay không. Gã quát lớn một tiếng, đột một phất tay áo, năm sáu chục đạo thanh quang từ trong tay áo gã bắn ra. Mỗi một đạo thanh quang là một thanh phi kiếm linh khí bức người, phô thiên cái địa chém về phía Hàn Lập, khí thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập nhoáng lên một cái, chân hắn dẫm mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm để lại một cái hố lớn. Thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, Tư không kiến thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, gã lập tức lật tay lấy ra một tiểu trung lục sắc rồi tung lên không. Tiểu trung cấp tốc xoay tròn, bề mặt chiếc chuông chợt phát ra lục mang, chiếc chuông đón gió lập tức hóa lớn gấp trăm ngàn lần, biến thành một chiếc cự trung lục sắc một mảng lớn lục quang từ cự trung tỏa ra hóa thành một màn hào quang lục sắc, tựa như một cây cột rỗng bao quanh thân thể tư không kiến. Cự trung chậm rãi xoay tròn trên không, có thể thấy rõ từng đạo hoa văn với phong cách cổ xưa được điêu khắc trên bề mặt chiếc chuông. Ngoài ra, còn có vô số phù văn lục sắc nhỏ li ti giống như một bầy kiến đang bò lổm ngổm trên đó. Thoạt nhìn, cự trung này đúng là một kiện bảo vật phòng ngự không hề tầm thường. Chiếc chuông khổng lồ vừa xuất hiện, hư không phía sau lưng tư không kiến chợt run rẩy một nắm đấm vàng rực với kim quang trói lọi, phảng phất như được đúc từ hoàng kim, đột nhiên phá không lao ra. một quyền này thoạt nhìn tưởng chậm mà lại nhanh, nện vào tầng phòng ngự lục quang do cự trung biến thành. phía sau nắm đấm vàng rực, thân hình hàn lập vì thời hiện ra. ầm, đám phù văn lục sắc trên bề mặt cự trung quay cuồng kịch liệt, sau đó đồng thời ầm ầm tán loạn cùng với tầng hào quang phòng vệ kia. bản thể cự trung tựa như giấy mỏng bị xé nát, nổ thành vô số mảnh vụn văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng thân hình tư không kiến theo đó hiện ra, gương mặt thật sự khiếp sợ, cấp tốc thối lui. Hàn lập khẽ quát một tiếng, hơn 900 huyền khiếu trên thân thể đồng loạt nở rộ tinh quang. Toàn thân hắn như được bao bọc bởi một quầng lửa vô cùng diễm lệ. Nhoáng lên một cái như thiểm điện, thủ trưởng vàng rực lại một lần nữa vỗ vào hư không. Không gian trên đỉnh đầu tư không kiến chợt ầm một tiếng. Một cự trưởng lớn cỡ một gian phòng lấp lánh tinh quang thình lình xuất hiện, hung hăng giáng xuống một luồng man lực vô cùng đáng sợ tản mát xung quanh cự trường, khiến cho hư không phụ cận sụp đổ âm âm. Âm một tiếng thật lớn, thân hình tư không kiến phảng phất giống như một viên thiên thạch bị đánh rớt xuống từ trên không, mãnh liệt đập xuống lôi đài, tạo thành một cái hố cực lớn.